Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3681, Tiểu Kính Hải Bí Ẩn. Nhất thủy nhị ba trận, lấy giọt nước đặc chế làm trận kỳ, sắp đặt ở trong hải dương, theo sóng nước không ngừng dập dờn, cường giả ngụy thần cảnh dùng thần thức đặc biệt liếc nhìn, cũng không phát hiện được. Vị trước mắt này, mới đi đến trước mặt liền nhìn ra. Hơn nữa nói ra trận pháp thiếu hụt, cái nhãn lực này. Quả thực kinh khủng. Lưu trưởng lão, tiên thú ngụy thần cảnh ở lân cận là một huyền bối quy, không am hiểu tốc độ, lực lượng nhất thủy nhị ba trận chấn động, vừa vặn có thể vây khốn đối phương. Khôi Hiểu tông chủ xen vào nói. Đã muốn bắt tiên thú trong hải dương, đối phương mượn thế nước, khẳng định đã sớm cân nhắc đến, sở dĩ vẫn sử dụng trận pháp này, là bởi vì đối tượng muốn bắt là huyền bối quy, loại tiên thú này bản thân liền không am hiểu tốc độ, cho dù có thế nước, khó mà mượn không nói. Chỉ cần khống chế gợn sóng trong đó, ngược lại có thể hình thành gông xiềng, triệt để vây khốn thân thể khổng lồ của nó. Huyền bối quy hình thể to lớn, am hiểu phòng ngự, tốc độ không tốt, dùng nhất thủy nhị ba trận quả thực rất tốt, nhưng không nên quên, nơi này là Tiểu Kính Hải, tối nay là đêm trăng tròn, ánh trăng sáng rực. Trương Huyền cười nói, cái này, nhìn nhau, Khôi Hiểu tông chủ và Phong Thiêm trưởng lão đều ngây người. Nói sự tình trận pháp cùng huyền bối quy. Ngươi nói Tiểu Kính Hải cùng mặt trăng làm gì? Các ngươi có suy nghĩ hay không, huyền bối quy cũng không phải cảnh giác, mà là đã sớm phát hiện ngươi bố trí trận pháp, chờ đợi trăng tròn đêm nay. Trương Huyền nói. Trước đó Phong Thiêm trưởng lão nói, tiên thú ngụy thần cảnh vô cùng cảnh giác, hắn cũng có chút kỳ lạ. Đối phương là ngụy thần, muốn không bị bắt, ai có thể tổn thương nó? Tình huống như vậy còn đang do dự, khẳng định không phải cảnh giác. Tận mắt thấy trận pháp cùng cảnh tượng mặt biển, giờ mới hiểu được. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khôi Hiểu tông chủ cũng nhìn không được nữa. Đối phương nói chưa dứt lời, bọn hắn càng thêm mê mang. Tiểu Kính Hải, tựa như mặt kính, các ngươi hẳn đều biết nguyên nhân, cũng không phải tảo biển, mà là mặt nước sinh tồn một loại sinh vật gọi ngân diệp phù du. Trương Huyền nói. Hai người gật đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngân diệp phù du, bọn họ đã sớm nghe nói qua, vô cùng nhỏ, nhỏ bé giống như bụi bặm, toàn thân màu bạc, lúc này mới tôn mặt biển lên như kính. Đồ ăn của loại phù du này, không phải thực vật, cũng không phải động vật, mà là một loại năng lượng khoáng thạch đặc thù, phía dưới vùng biển này tất cả đều là loại khoáng thạch kia, mới dẫn tới phù du một mực không rời đi, sáng tạo ra Tiểu Kính Hải kỳ lạ. Trương Huyền nói tiếp, lần này chỉ có Phong Thiêm trưởng lão gật đầu. Hắn đến địa phương này thời gian rất lâu, đặc biệt dò xét qua, quả thực giống như đối phương nói. Những phù du này, bình thường không có cái gì, nhưng một khi khoáng thạch phía dưới xuất hiện chấn động hoặc biến cố, các ngươi cảm thấy sẽ xuất hiện tình huống gì? Cái này, khoáng thạch xuất hiện biến cố, phù du khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu. Khôi Hiểu tông chủ nói. Căn cơ bọn chúng sinh tồn dao động, tự nhiên phải bảo vệ. Không sai, khẳng định sẽ cứu. Một khi đại lượng phù du di động, người xác định nhất thủy nhị ba trận của ngươi còn có tác dụng. Trương Huyền cười nói. Phong Thiêm á khẩu không trả lời được. Nhiều phù du như vậy, mỗi một cái đều giống như bụi bặm, một hai cái không quan trọng, số lượng vô số đồng thời động, trận pháp cường đại tới đâu cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ, làm không cẩn thận còn trở thành ràng buộc của mình, đừng nói bắt tiên thú, làm không cẩn thận chính mình cũng sẽ bị giam ở trong đó, lại không cách nào chạy trốn. Những quáng thạch này chôn sâu ở đáy biển không biết đã bao nhiêu năm, từ trước đến giờ không động, hẳn là sẽ không xuất hiện biến cố. Lại nói, cùng trăng tròn có quan hệ gì? Khôi Hiểu tông chủ hỏi. Nếu như những quáng thạch này dễ dàng xảy ra biến cố, khẳng định đã sớm xuất hiện, một mực không có, chứng minh vô cùng ổn định. Trước kia không có xuất hiện qua, không có nghĩa là hiện tại sẽ không xuất hiện, hơn nữa nguyên nhân xuất hiện, liên quan đến các ngươi. Trương Huyền nói. Cùng chúng ta liên quan đến. Hai người nhìn nhau, lần nữa mê hoặc. Cái này đến cùng là gì a? Tại sao lại liên quan tới chúng ta? Huyền bối quy, thích nhất chính là đồ vật lóe sáng, không có đoán sai, các ngươi đặt ở đáy biển, dùng để hấp dẫn nó, hẳn là một ít ngân toản tinh thạch vô cùng chân quý a. Trương Huyền nói, loại tinh thạch này, đặt ở trong biển sâu, so với Dạ Minh Châu còn chói mắt hơn mấy trăm lần, dù cách nhau vạn dặm cũng có thể thu hút huyền bối quy đến. Nhưng các ngươi có bao giờ nghĩ tới, chỉ cần là năng lượng, thì sẽ không bỗng dưng xuất hiện. Dạ Minh Châu cũng cần ban ngày hấp thu ánh sáng thái dương, mới có thể ở buổi tối thả ra quang minh.
ngân toàn tinh thạch chói mắt như vậy, năng lượng từ đâu đến? Không muốn nói với ta, là những ngân diệp phù du này, người dám hấp thu năng lượng trong cơ thể những vật kia, nó tuyệt đối sẽ nuốt ngươi tại chỗ. Cái này, hai người ngẩn ngơ, bọn họ vẫn cho là từ bên trong phù du hấp thu năng lượng, chẳng lẽ không phải? Dường như nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn, Trương Huyền nói tiếp. Cái đồ vật này, là từ trong khoáng thạch hấp thu lực lượng, mà đêm trăng tròn giữa trời, chính là thời điểm ngân diệp phù du phản xạ ánh trăng mãnh liệt nhất, khi đó bọn chúng suy yếu nhất, hấp thu năng lượng cũng lớn nhất. Lúc này, phía dưới lại toát ra một ngân toản tinh thạch cũng đang hấp thu. Năng lượng khoáng thạch cung cấp có hạn, rất dễ dàng xuất hiện biến cố. Nhẹ thì mặt đất lay động, nặng thì tiểu kính hải sẽ xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, thôn vệ sinh mệnh lui tới. Nếu là như vậy, trận pháp của ta quả thực sẽ mất đi tác dụng, nhưng huyền bối quy khẳng định cũng sẽ bị hạn chế, làm không cẩn thận đồng dạng rơi vào trong đó không thể chạy trốn. Phong Thiêm trưởng lão hỏi. Một khi những phù du này bạo động, đối với trận pháp là có chỗ xấu, nhưng đối với huyền bối quy cũng chưa hẳn tốt a hát, vì sao nhất định phải đợi đến đêm trăng tròn? Không có cách nào chạy trốn. Trương Huyền cười nhạo. Ngươi quá coi thường tiên thú ngụy thần cảnh. Nó phòng ngự vô địch, một khi xuất hiện bạo động, chỉ cần ba cái hô hấp, đối phương liền có thể nuốt lấy ngân toản tinh thạch của ngươi, tinh thạch đi vào trong cơ thể nó, lại có phương pháp tiêu hóa, liền thành năng lượng của nó, các ngươi cảm thấy những phù du kia sẽ làm sao? Khẳng định sẽ công kích nó. Phong Thiêm trưởng lão nói một câu, đồng tử đột nhiên co rút lại. Ngươi ý tứ, huyền bối quy đã sớm phát hiện kế hoạch của ta, cố ý đợi đến đêm trăng tròn, không chỉ muốn phá trận pháp, còn muốn mượn cơ hội nuốt ngân diệp phù du, thậm chí. Còn có ta. Phù du công kích huyền bối quy, đương nhiên sẽ bị thôn phệ, lúc này trận pháp đã phá hoại, mình bị vây ở trong phù du, không thể chạy trốn. Vốn muốn đi săn, lúc này vô cùng có khả năng ngược lại biến thành con mồi. Nếu thực như thế liền đáng sợ. Bản thân vẫn cảm thấy nắm giữ toàn cục, đối phương nhất định sẽ dính đòn, không nghĩ tới, dĩ nhiên ở trong thiết kế của đối phương. Ngươi, thực lực của ngươi, hẳn là nó còn không để vào mắt, thật muốn ăn ngươi, đã sớm động thủ, nó càng muốn ăn hơn có thể là. Khôi tông chủ. Trương Huyền gật đầu. Ta. Khôi hiểu sững sờ. Nếu như ta không ở đây, bây giờ chỉ sợ ngươi đã đi vào đáy biển, chờ huyền bối quy mắc câu a. Trương Huyền cười nói. Các ngươi đợi đối phương, nếu như lúc này, toàn bộ ngân diệp phù du vào tới, phong tỏa huyệt đạo cùng kinh mạch toàn thân ngươi thì sao? Cái này. Toàn thân Khôi hiểu tông chủ cứng đờ. Đối phương nói không sai. Nếu như Lưu trưởng lão không đến, hắn rất có thể sẽ cùng Phong Thiêm trưởng lão chờ ở trong biển, đến lúc đó một khi phù du phát sinh dung chuyển, lấy thân thể giống như hạt bụi của bọn chúng, phủ kín huyệt đạo, để tiên lực hắn trong thời gian ngắn không cách nào vận chuyển, là vô cùng bình thường. Dù sao hắn không có phòng ngự mạnh mẽ như huyền bối quy. Lúc này tiên thú ngụy thần cảnh kia nhân cơ hội đánh lén. Thực lực bản thân coi như rất mạnh, khẳng định cũng sẽ trúng chiêu. Tình huống đối phương nói, toàn bộ ở trong đầu thôi diễn một lần, thân thể Khôi hiểu tông chủ càng ngày càng lạnh. Nếu thực như thế, hắn bị giết, bị đối phương nuốt lấy, tỷ lệ có thể đến 80%. Nói cách khác, giống như vị Lưu trưởng lão trước mắt này nói, mình thiết kế huyền bối quy, đối phương cũng thiết kế mình. Cho rằng người ta là con mồi đơn giản, nằm mộng cũng nghĩ không ra, chân chính biến thành con mồi chính là mình. Một khi không có phát hiện, ngày hôm nay chết, vô cùng có khả năng chính là mình, coi như dựa dẫm bảo vật có thể chạy thoát, khẳng định cũng nguyên khí tổn hao nhiều. Đáng sợ. Khó trách có thể trở thành cường giả ngụy thần cảnh, những tiên thú sinh tồn ở trong đại dương này, quả nhiên không thể coi thường. Lưu trưởng lão, cái kia, bây giờ nên làm gì? Trầm tĩnh phút chốc, Phong Thiêm trưởng lão nhịn không được nhìn qua. Giờ phút này hắn đối với Lưu trưởng lão phục sát đất, thậm chí vượt qua Khôi hiểu tông chủ. Thời điểm không biết làm sao, trực tiếp hỏi ra. Rất đơn giản, trận kỳ ngươi sắp đặt nhất thủy nhị ba trận còn không? Trương Huyền cười nói. Còn, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay lơ lửng ra mấy chục giọt nước. Thoạt nhìn giống nước như đúc, nhưng thật ra là trận kỳ đặc biệt luyện chế, có thể hòa vào trong nước, hình thành trận đồ đặc thù, tùy thời kích phát ra lực lượng trận pháp. Có thứ này liền tốt, nó muốn thiết kế chúng ta vừa vặn thay đổi trận pháp, âm lại nó. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, ngón tay ngoắc ngoắc, giọt nước trong tay Phong Thiêm trưởng lão lập tức bay đi. Đi. Lông mày dương lên,
chân khí Trương Huyền run lên. Phần phật, mấy chục giọt nước lập tức rơi lả tả ở trong tiểu kính hải, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, thấy hắn thoáng cái liền bắn tất cả giọt nước ra, không chần chờ chút nào, Phong Thiêm trưởng lão ngẩn ngơ. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy bảy trận như vậy. Tốc độ quá nhanh đi. Đi xuống chờ xem. Làm xong, Trương Huyền cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cứ chờ như thế. Khôi Hiểu tông chủ có chút khó tin. Vâng, chờ Huyền bối quy xuất hiện, tất cả giống như trước đó người thiết kế, đừng có động tác khác. Trương Huyền gật đầu. Dựa theo hắn nói làm đi. Thấy hắn tự tin, trước đó lại nói rõ chi tiết sự tình, Khôi Hiểu tông chủ dừng lại một chút, nói. Vâng. Phong Thiêm trưởng lão không nói nhiều, điều khiển thuyền nhỏ, thẳng tắp chạy tới giữa tiểu kính hải. Rất mau đến chính giữa. Ngay ở chỗ này, Phong Thiêm trưởng lão gật đầu, tay chào một cái vòng xoáy xuất hiện, đi đầu bay vào, thuyền nhỏ cũng bị hắn thu vào nhẫn. Trương Huyền cùng Khôi Hiểu tông chủ theo sát, thời gian không dài, liền đến đáy biển u ám. Hết chương 3681. Chương 3682. Huyền bối quy thông minh. Mặt biển sóng nước lấp loáng, chọc lãng ngập trời, đáy biển lại gió êm sóng lặng, không có một tia gợn sóng, yên tĩnh tựa như tĩnh thất. Tiếp tục xuống dưới, thời gian không dài, quang mang chói mắt xuất hiện, chính là ngân toản tinh thạch đối phương bố trí tốt. Phong Thiêm trưởng lão thiết kế vô cùng tinh diệu, để thứ này thoạt nhìn giống như tự nhiên sinh trưởng ở trong địa mạch, sở dĩ hiển lộ, là bởi vì động đất nổ tung, cho dù là bản thân, không phải trước thời hạn biết là đối phương sắp đặt, cũng cho là tự nhiên hình thành, từ đó mất đi lòng cảnh giác. Chúng ta trốn ở chỗ này là được. Đi vào cách ngân toản tinh thạch không xa. Phong Thiêm trưởng lão vồ một cái, một vòng xoáy xuất hiện, đi đầu chui vào, hai người theo sát phía sau. Vừa mới đi vào, vòng xoáy biến mất, giống như ba người chưa hề xuất hiện qua. Trận pháp không gian. Khó trách Phong Thiêm trưởng lão tự tin đối phương không phát hiện được nhóm người mình như vậy, nguyên lai đã sớm chuẩn bị xong trận pháp không gian, tiến vào bên trong, chỉ cần tìm không thấy trận cơ, không phá hư kết cấu trận pháp, sẽ rất khó phát hiện. Người ngoài không nhìn thấy bọn họ. Bọn họ lại có thể rõ ràng nhìn thấy ngân toản tinh thạch, biết tình huống bên ngoài như lòng bàn tay. Thứ này không dễ tìm cho lắm a. Nhìn tinh thạch cách đó không xa, tỏa ra ánh sáng khiến người ta say mê, Trương Huyền nhìn không được hỏi. Loại tinh thạch này không cách nào luyện chế vũ khí, cũng không có cách nào hòa tan, nhưng là đồ vật xinh đẹp nhất cả thượng thương, chỉ riêng giá trị một viên, liền vượt qua vũ khí tiên quân đỉnh phong, hơn nữa còn có tiền mua không được. Trong lịch sử Thượng Thương Đại Lục ghi lại, thứ này tổng cộng chỉ xuất hiện qua 3 viên, hơn nữa lớn nhất chỉ cỡ long nhãn, cái trước mắt này lớn hơn nắm đấm, giá trị không thể đánh giá. Vì tiên thú ngụy thần cảnh, Thất Tinh Lâu thật đúng là bỏ ra đủ vốn liếng. Vì cái này, Thất Tinh Lâu vận dụng tiếp cận 1 vạn người, hao tốn vô số bảo vật mới lấy thành công. Khôi Hiểu tông chủ gật đầu. Chuyện này vốn là lấy hắn làm chủ đạo. Cho dù tiêu phí to lớn, nhưng nếu có thể bắt hoặc đánh giết một tiên thú ngụy thần cảnh, tuyệt đối đáng giá. Không nói cái khác, chỉ nói huyết dịch, tinh hạch, gia thú, khung xương. Có thể chế ra bảo vật do Thất Tinh Lâu đấu giá, tuyệt đối có thể để cho tổn thất trước đó vượt lên ít nhất gấp 10 lần. Mấu chốt nhất là, trước kia chỉ có thần điện mới xuất hiện qua thần thú ngụy thần cảnh, địa phương khác không có phát hiện qua, bởi vậy cũng chưa từng có người săn giết thành công, máu, thân thể của nó, sẽ có ảnh hưởng với bản thân hay không? Có thể để cho tu vi tiến thêm một bước hay không? Một khi có ích, tiêu phí lại lớn cũng đáng giá. Cho nên nghe có tin tức tiên thú, liền bắt đầu chuẩn bị, Lưu trưởng lão chẳng qua vừa lúc gặp mà thôi. Trương Huyền gật đầu. Không cần đối phương giải thích, hắn cũng hiểu vì viên ngân toản tinh thạch này, khẳng định hao tốn không biết bao nhiêu, đoán chừng toàn bộ đại lục, cũng chỉ có thế lực bá chủ như Thất Tinh Lâu mới có thể làm đến. Đương nhiên, Thông Thần Điện khẳng định cũng có thể làm được. Chỉ bất quá đối phương càng thêm thần bí, rõ ràng thành thị nhị lưu trở lên đều có phần bộ, nhưng tổng bộ ở đâu, lại có bao nhiêu cường giả, hầu như không người biết được. Ầm ầm. Ngay thời điểm trò chuyện, kèm theo trăng tròn bay lên, mặt biển quả nhiên xuất hiện khuấy động giống như động đất. Mặt nước tựa như kính đang sôi trào, không ngừng vặn vẹo, chiếu rọi bốn phía, tựa như tinh đấu đầy trời toàn bộ rơi xuống ở đây, ở trong nước chơi đùa. Bắt đầu. Trương Huyền nhướng mày. Đám người Khôi Hiểu tông chủ đồng thời gật đầu. Quả nhiên giống như hắn nói, trăng tròn bay lên, mặt biển xuất hiện biến cố,
những phù du kia không ngừng lay động, nhất thủy nhị ba trận thật muốn tiếp tục sử dụng mà nói, vô cùng có khả năng mất đi hiệu quả. Âm thanh phong thiêm trưởng lão vang lên. Tới. Đám người ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy một con rùa biển to lớn từ đằng xa chậm chạp bơi tới. Con rùa biển này hình thể to lớn, đường kính vượt qua 100 mét, dạo chơi ở trong hải dương, tựa như một chiếc tàu chiến to lớn, phù du trên tiểu kính hải phản xạ ánh sáng đều che chắn xuống. Quả nhiên là ngụy thần cảnh. Trương Huyền gật đầu. Đại gia hỏa trước mắt quả nhiên là cường giả ngụy thần cảnh, thoạt nhìn công kênh, nhưng chỉ nói tới sức mạnh, so với Khôi Hiểu tông chủ chỉ mạnh không yếu, nếu như đối mặt va chạm, đối phương không nói cái khác, mạnh mẽ đâm tới, ba người bọn họ liền không ngăn cản nổi. Tu vi hiện tại của hắn, cho dù đột phá tiên quân, có thể bảo đảm tu vi cùng cấp bậc vô địch, nhưng so với ngụy thần vẫn chênh lệch quá lớn, cả hai đã là hai loại sinh mạng thể hoàn toàn khác biệt, không thể so sánh. Cho nên gặp được loại cường giả cấp bậc này, vẫn là có thể chạy được bao xa thì chạy, ngàn vạn lần không thể mạnh mẽ chống đỡ. Chuẩn bị khởi động trận pháp đi. Thấy Huyền Bối Quy càng ngày càng gần, vẻ mặt Khôi Hiểu tông chủ nghiêm túc, lực lượng toàn thân vận chuyển, bất cứ lúc nào cũng sẽ phối hợp trận pháp, cho đại gia hỏa kia một kích chí mạng. Loại tiên thú cấp bậc này, thuần phục là không thể nào, cùng hắn bỏ phí công phu, còn không bằng bắn chết tại chỗ, thu hoạch được chỗ tốt càng lớn. Có chút không đúng. Trương Huyền đột nhiên nhíu mày. Không đúng. Hai người nghi ngờ nhìn qua. Giờ phút này Huyền Bối Quy cách đã rất gần, nếu như không khởi động trận pháp mà nói, đối phương vô cùng có khả năng xung kích một cái, liền cướp đi ngân toàn tinh thạch, chỉ cần trốn ra khu vực trận pháp bao phủ, trước đó bố cục sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trương Huyền nói. Huyền Bối Quy mục tiêu đã là ngân toàn tinh thạch, giờ phút này mặt biển AN di chuyển, chính là thiết kế tốt. Tình huống bình thường vừa đến nên xông lại cướp, giờ phút này lại một mực quanh quẩn, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái này, Phong Thiêm trưởng lão sững sờ, đồng thời nhìn lại, quả nhiên cũng nhìn ra không đúng. Huyền Bối Quy rõ ràng đã đi tới trước mặt tinh thạch, nhưng lại không thôn phệ, mà xoay quanh vòng quanh, thật giống như không nhìn thấy. Đối phương thiết kế tốt, thời điểm trăng tròn phù du náo động cướp đoạt tinh thạch, thuận tiện đánh giết đám người Phong Thiêm trưởng lão, cơ hội đang ở trước mắt. Lại không động đậy, khẳng định có ý nghĩ của mình. Kha kha, khó trách một mực đi bên này, nguyên lai là phát hiện thứ này, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, súc sinh chính là súc sinh, vì một viên tinh thạch mất mạng, đừng trách ta không khách khí. Ba người tràn đầy kỳ lạ, một thanh âm nhàn nhạt từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó ánh sáng lấp lánh, một bóng người phá vỡ mặt nước, thẳng tắp đi vào trên Huyền Bối Quy. Cường giả ngụy thần cảnh. Trương Huyền híp mắt lại. Xuất hiện ở mắt này, giống như Khôi Hiểu tông chủ và Huyền Bối Quy, vậy mà cũng là một vị cường giả ngụy thần cảnh. Khó trách người sau một mực xoay quanh, lại không thôn phệ tinh thạch, nguyên lai bị đối phương truy lùng. Là tông chủ Huyền Kính Môn, Bạch Huyền Xanh. Sửng sốt một chút, Khôi Hiểu tông chủ truyền âm tới. Trương Huyền quay đầu. Tông chủ Huyền Kính Môn. Sáu đại tông môn Huyền Kính Môn, am hiểu luyện chế vũ khí, đồng thường kiếm chính là xuất từ tay đối phương. Trước đó chưa hề tiếp xúc qua, không nghĩ tới vậy mà ở nơi này trực tiếp gặp môn chủ của đối phương. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Phong Thiêm trưởng lão không hiểu. Tiên thú ngụy thần cảnh xuất hiện, chúng ta có thể được tin tức, đối phương khẳng định cũng có thể. Khôi Hiểu tông chủ lắc đầu. Loại tiên thú cấp bậc này chân quý, người người đều biết, hắn muốn chém giết, đối phương khẳng định cũng muốn, dù sao không phải vật phẩm tư nhân của hắn, không có quyền một mình chiếm hữu. Khởi động trận pháp không? Không nghĩ tới nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, trước bố cục toàn bộ xáo trộn, sắc mặt Phong Thiêm trưởng lão khó coi. Trước không cần. Trương Huyền xua tay. Đổi lại nhất thủy nhị ba trận trước kia, dưới ở phù du xúc động, khả năng đã kích hoạt, thậm chí mất đi tác dụng. Bị ta sửa lại thoáng cái, càng thêm củng cố, ta không kích hoạt, rất khó vận chuyển. Như vậy chẳng khác nào lưu lại cho chúng ta át chủ bài cuối cùng. Át chủ bài. Trước đó ta một mực cảm giác, Huyền Bối Quy là muốn mượn đêm trăng tròn thiết kế Khôi tông chủ, hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Khôi tông chủ tới hay không, nó không biết rõ tình hình, nhưng Bạch Huyền Xanh hẳn là theo dõi rất lâu, nó đã sớm muốn giết chết hắn. Trương Huyền mỉm cười, hiểu được. Trên đường tới, hắn đã biết tin tức thông thiên kiều trước thời hạn mở ra, tình huống bình thường, cho dù Khôi Hiểu tông chủ tới nơi này, khẳng định cũng không gấp gáp như vậy, cho nên Huyền Bối Quy chưa chắc là đang chờ hắn. Giờ phút này nhìn thấy Bạch tông chủ,
lập tức giật mình. Đoán chừng tên này đã sớm thiết kế tốt, đối phương sẽ đuổi tới nơi này, sau đó cố ý chờ đợi, mượn lực lượng phù du chém giết. Ầm ầm. Trong quá trình nói chuyện, mặt đất lay động càng thêm lợi hại, ngân toản tinh thạch hấp thu lực lượng càng ngày càng mạnh, phù du phía trên càng thêm sôi trào, đại địa xuất hiện khe hở. Huyền Bối Quy không để ý tới trên không lơ lửng Bạch Huyền Xanh tông chủ, nhìn quanh hai bên một vòng, phát hiện Nhất Thủy Nhị Ba trận không kích động, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Bất quá giờ phút này cũng biết không cách nào chờ đợi, cắn răng một cái, thân thể to lớn bỗng nhiên xông về phía trước. Hô! Giống như thuấn di, xuất hiện ở trước ngân toản tinh thạch, há miệng nuốt xuống. Cái này gọi tốc độ, không nhanh. Khóe miệng Trương Huyền giật một cái. Trước đó Khôi Hiểu tông chủ nói, hải quy này bởi vì hình thể to lớn, chỉ là lực phòng ngự mạnh, tốc độ bình thường, hắn cũng rất tán thành. Nằm mơ cũng không nghĩ đến nhanh như vậy. So với hắn thi triển ra toàn bộ lực lượng, cũng muốn mau hơn không ít. Thật muốn chiến đấu, coi như đối phương không có bất kỳ động tác gì, chỉ lấy tốc độ vừa rồi va chạm, bọn hắn cũng chịu không được. Cái này, vẻ mặt Khôi Hiểu tông chủ xấu hổ, quay đầu nhìn về phía Phong Thiêm trưởng lão cách đó không xa. Ta, lần trước thấy nó, tốc độ nó không nhanh, cùng ta gần như. Phong Thiêm trưởng lão vội vàng giải thích. Sắp đặt cạm bẫy ở chỗ này, chính là vì đối phó đại gia hỏa kia, khẳng định đã sớm biết tốc độ của nó đến cùng nhanh bao nhiêu. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương căn bản không có phát huy ra thực lực chân chính. Xem ra, nó thông minh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều lắm. Trương Huyền cười khổ. Biết vờ kém cỏi, thu hút người khác cắn câu. Sau đó mượn trăng tròn cùng trận pháp của Phong Thiêm trưởng lão, đối phó Bạch Huyền Xanh tông chủ. Huyền Bối Quy này, thoạt nhìn vụng về, trên thực tế lại lộ ra trí tuệ. Khó trách có thể đến ngụy thần cảnh, quả nhiên không có một cái nào đơn giản. Làm sao bây giờ? Hai người cũng hiểu được, Khôi Hiểu tông chủ nói. Huyền Bối Quy đã ra tay, liền để hai người bọn họ đánh nhau, chúng ta ngư ông đắc lợi. Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Hết chương 3682. Chương 3683. Ngư ông đắc lợi. Dựa theo kế hoạch lúc trước, Huyền Bối Quy vừa tiến vào địa phương mai phục, lập tức dẫn động trận pháp, đến lúc đó mượn lực lượng phù du cùng đám người Khôi Hiểu tông chủ đánh giết, thậm chí bắt sống cũng sẽ không quá khó. Giờ phút này toát ra Bạch Huyền Sinh tông chủ, xuất hiện biến số, có điều ảnh hưởng không lớn. Ngược lại có thể để cho bọn họ đợi tại nguyên chỗ, chờ ngư ông đắc lợi. Thời điểm nói chuyện, Huyền Bối Quy thôn vệ ngân toản tinh thạch, hấp thu lực lượng khoáng thạch không giảm, phù du kìm nén không được, nhao nhao lao qua, toàn bộ mặt nước đều không ngừng lay động, tựa như sắp nổ tung. Không chỉ nó bị phù du công kích, Bạch Huyền Sinh tông chủ cũng bị phù du vây vào giữa, thả ra chân khí hình thành vòng bảo hộ, nhìn quanh một vòng. Phía dưới ẩn núp bằng hữu, cùng đi ra đi, Huyền Bối Quy này hình thể to lớn, chúng ta liên thủ đánh giết, chỗ tốt có thể chia đều. Âm thanh ở trong nước khuấy động, rõ ràng truyền đến trong tai đám người Trương Huyền. Hắn phát hiện chúng ta. Phong Thiêm trưởng lão sững sờ. Chưa hẳn, có điều Huyền Bối Quy có thể nhìn ra ngân toản tinh thạch xuất hiện không đúng. Hắn là cường giả ngụy thần cảnh, khẳng định cũng phát hiện, biết có người giống như hắn, muốn mai phục, cho nên kêu đi ra, lừa gạt chúng ta ra tay. Trước không cần phải để ý đến hắn. Trương Huyền lắc đầu. Ngân toản tinh thạch vô cùng trân quý, nếu nơi này có. Sớm đã bị người đào hết, làm sao có khả năng đợi đại gia hỏa này thu. Cho nên Bạch Huyền Sinh hơi tưởng tượng, liền có thể đoán ra, khẳng định có người giống như hắn, chuẩn bị giết chết tiên thú này. Chỉ là không biết đối phương là ai, lại là thế lực nào mà thôi. Đánh! Nghe được tiếng la, thấy trận pháp không có khởi động, không cách nào mượn lực lượng, Huyền Bối Quy biết, một khi người sau thật tới liên thủ, ngày hôm nay nhất định chết ở chỗ này, lại không chần chừ, gầm lên giận dữ. Thẳng tắp vào tới Bạch Huyền Sinh. Lần này tốc độ càng nhanh, giống như thuấn di, thời gian nháy mắt xuất hiện ở trước người đối phương, thân thể khổng lồ phối hợp thêm mai rùa, cho người ta một loại cảm giác tinh cầu rơi xuống. Một khi bị đụng vào, tiên quân đỉnh phong cũng có thể biến thành bánh thịt, chết không thể chết lại. Đến hay lắm. Bạch Huyền Sinh dường như đã sớm biết nó có chiêu này, cười nhạt một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện một lá chắn. To lớn. Lá chắn thấy nước liền dài. Đường kính đi đến vài trăm mét, cùng rùa biển va chạm, phát ra âm thanh tựa như chuông lớn, phù du bốn phía trong nháy mắt bị chấn thành bột phấn, không biết chết bao nhiêu. Khôi Hiểu tông chủ siết chặt nắm đấm. Cái lá chắn này là,
vũ khí ngụy thần cảnh. Hắn cùng Bạch Huyền Sinh nhận thức nhiều năm, đã sớm hết sức quen thuộc, tu vi cùng hắn không kém nhiều, hai người chiến đấu, tỷ lệ 5 năm, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Lúc nào toát ra một binh khí ngụy thần cảnh. Có đồ vật cấp bậc này, giao thủ lần nữa, bản thân khẳng định chống không lại. Khó trách dám đơn thương độc mã đến bắt Huyền Bối Quy, có thứ này, lại phối hợp tu vi bản thân, mạnh mẽ đáng sợ. Khóa! Chặn lại đối phương ngạnh sông, Bạch Huyền Sinh lần nữa cười một tiếng, tấm chắn trong tay bỗng nhiên xoay tròn. Phần phật! Nó biến thành lưới đánh cá, từng đạo xích sắt bao phủ Huyền Bối Quy, một mực khóa ở trong đó. Vũ khí ngụy thần cảnh này, vậy mà không phải hình dáng cố định, mà là có thể thay đổi. Nguy rồi! Phong Thiêm trưởng lão sốt ruột. Chuẩn bị tiếp cận một tháng, vốn định nhất kích tất sát đại gia hỏa kia, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại bị người khác cướp đi. Không cần phải gấp, nếu Huyền Bối Quy nhẹ nhàng bị bắt như vậy mà nói, khẳng định đã sớm chết. Thấy bộ dáng của hắn, Trương Huyền cười an ủi. Huyền Bối Quy dễ dàng bị bắt như vậy mà nói, căn bản không trốn được tới nơi này. Lời còn chưa dứt, Huyền Bối Quy há miệng ra. Ngân toản tinh thạch vừa bị nuốt đến trong bụng lần nữa hiện lên ở phía trước. Trở nên càng thêm chói lóa mắt. Ầm ầm. Mặt đất lay động trở nên càng thêm kịch liệt, trên mặt biển sôi trào lên sóng lớn hơn 100 mét. Tên này không chỉ có thể nuốt tinh thạch, lại còn có biện pháp để nó càng thêm sáng chói, hấp thu càng nhiều lực lượng khoáng thạch. Hô hô hô. Kèm theo mặt đất lay động, ngân diệp phù du trên mặt biển trở nên càng thêm điên cuồng, đồng loạt lao đến. Thời gian nháy mắt bao phủ Huyền Bối Quy cùng tinh thạch. Nguy rồi. Nhìn thấy những phù du này như thủy triều vào tới, Bạch Huyền Sinh biến sắc. Cút ngay. Bàn tay đánh ra, đồng thời tay còn lại chảo một cái, muốn thu xích sắt trói Huyền Bối Quy về, lại phát hiện người sau bị phù du ngăn cách, giống như thoát khỏi cảm nhận. Dầm. Vũ khí ngụy thần cảnh mất đi hiệu quả, từ trên người Huyền Bối Quy rơi xuống, chìm xuống đáy biển. Lưu trưởng lão, đây là có chuyện gì? Lần này không chỉ Phong Thiêm trưởng lão không hiểu, Khôi Hiểu tông chủ cũng sửng sốt. Vũ khí ngụy thần cảnh, đã có ý thức thuộc về mình, mạnh mẽ vô song, làm sao có thể bị những phù du này dính lại, liền mất đi hiệu quả, không cách nào khốn người. Thậm chí ngay cả năng lực phi hành cũng không có. Vũ khí lợi hại hơn nữa, cũng là do kim loại luyện chế thành, xích sắt trong tay hắn cũng thế. Ngân diệp phù du, thoạt nhìn là sinh vật, thật ra thì kim thuộc tính trong cơ thể vô cùng cao. Bằng không thì cũng sẽ không thả ra quang mang ngân sắc, như là cái gương. Trương Huyền cười cười, giải thích nói. Thứ này vô cùng nhỏ bé, lại có thể tỏa ra một loại từ trường đặc thù dùng để liên hệ, cho nên mới có thể hình thành một trận hình trật tự. Nhưng phàm là vũ khí, một khi tới gần, khải linh trong đó sẽ lập tức bị loại từ trường này cắt đứt liên hệ, uy lực cường đại tới đâu cũng bị cầm cố lại. Huyền Bối Quy hẳn là đã sớm biết điểm ấy, mới cố ý thu hút tên này đến đây. Định một hòn đá ném hai chim. Hai người đồng thời chấn động. Vốn cho rằng chỉ là phù du phổ thông, không nghĩ tới vũ khí ngụy thần cảnh bị vây lại, cũng sẽ mất đi hiệu quả. Nhóm người mình xông lên, có thể đồng dạng bị ngăn chặn huyệt đạo hay không, từ đó mất đi sức chiến đấu hay không. Khó trách nói sinh mệnh ở trong đại dương, người không quen thuộc, tuyệt đối không nên chạm phải, thì ra là thế. Khuôn mặt Khôi Hiểu tông chủ trắng bệch, nhịn không được lắc đầu. Mức độ nguy hiểm của trục tinh hải không thua gì hãm không thành, lưu lại không biết bao nhiêu tin đồn, chỉ là hắn cảm thấy tu vi đạt đến ngụy thần cảnh, đã không có gì có thể sợ hãi, hiện tại xem ra tu vi mạnh hơn cũng phải cẩn thận. Hơi không cẩn thận, liền có thể ngã xuống. Huyền Bối Quy là tiên thú sinh trưởng ở địa phương, tự nhiên đã sớm biết những vật này, lúc này mới cố ý dẫn Bạch Huyền Sinh tông chủ tới, dụ hắn thi triển ra vũ khí, lại một lần đánh bại. Đúng rồi, Phong Thiêm trưởng lão. Làm phiền ngươi phá vỡ trận pháp không gian ẩn núp. Âm thanh của Trương Huyền tiếp tục vang lên. Phong Thiêm trưởng lão sững sờ, vừa định gật đầu đáp ứng, chỉ thấy thanh niên đối diện lắc đầu. Không còn kịp rồi, ta tự mình tới đi. Nói xong, tiến về phía trước một bước. Bù! Trên trận pháp không gian lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, giống như lúc vừa rồi bọn họ đi vào. Lông mày nhảy dựng, Phong Thiêm trưởng lão há miệng, không cách nào khép lại. Trận pháp này, hắn hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết sắp đặt ra, tay hắn cầm tín vật trong nháy mắt mở ra cũng không làm được, đối phương cái gì cũng không có, dậm chân liền ngừng vận chuyển. Chẳng lẽ, cũng bị phá giải? Khiếp sợ còn không có kết thúc, thanh niên trước mắt chảo một cái. Hô,
vũ khí ngụy thần cảnh biến mất không thấy gì nữa. Khải lấy đi xích sắt, bàn chân Lưu trưởng lão đạp một cái, trận pháp không gian lần nữa vận chuyển, ba người biến mất. Vũ khí ngụy thần cảnh, cướp đi. Phong Thiêm trưởng lão cùng Khôi Hiểu tông chủ nhìn nhau, nháy con mắt. Vũ khí ngụy thần cảnh bị lấy đi như thế, sẽ triệt để đắc tội chết Huyền Kính môn a. Hơn nữa mấu chốt nhất là, loại vũ khí cấp bậc này, chữ vật giới chỉ thật sự có thể thu lại sao? Coi như có thể thu vào, chỉ cần đối phương không nguyện ý, cũng có thể lập tức phá vỡ trốn ra. Không chỉ bọn họ khó tin, phía trên Bạch Huyền Sinh tông chủ cũng triệt để điên rồi. Minh khí của hắn thoát ly khống chế, cũng đã để cho người ta phát điên, làm sao cũng không dám nghĩ, người phía dưới trực tiếp lấy đi, không có một chút chần chừ. Kiện binh khí này, là Huyền Kính môn hắn hao tốn vô số đại giới, thậm chí không tiếc làm trái rất nhiều thể ước mới được, bỗng chốc bị lấy đi. Suýt chút nữa không có tại chỗ điên mất. Các ngươi đến cùng là ai, trả lại cho ta. Gào lên một tiếng, muốn vọt tới đáy biển. Trận pháp không gian của đối phương, lúc mở lúc đóng, chỉ có trong nháy mắt, cho dù là tu vi của hắn cũng chỉ thấy được một cái bàn tay khổng lồ, nhưng không nhìn rõ ràng bên trong đến cùng ẩn giấu người nào. Bất quá bất kể là ai, dám cướp binh khí của hắn, nhất định phải chết. Hắn bên này muốn xông lại, Huyền Bối Quy sao có thể để hắn toại nguyện? Thật vất vả thiết kế, hủy diệt vũ khí ngụy thần cảnh, lại không do dự, bỗng nhiên vào tới. Lần này còn chưa tới trước mặt, đầu lâu liền chui vào mai rùa. Răng rắc, mai rùa dày nặng cùng Bạch Huyền Sinh tông chủ đụng vào nhau, chỉ thoáng cái, vẻ mặt người sau trắng bệch, xương sườn vỡ vụn tận mấy cái, phun ra máu tươi. Cho dù đều là ngụy thần cảnh, tu vi của hắn thậm chí còn cao một chút, nhưng đụng cứng như vậy, vẫn không chống lại được. Bành bành bành. Một chiêu đắc thủ, Huyền Bối Quy liên tục va chạm đến, Bạch Huyền Sinh tông chủ không ngừng lui về phía sau, tiên lực khuấy động, liều mạng chặn lại. Thật vất vả chặn lại công kích liên tiếp, thời điểm cảm giác thả lỏng, trước mắt đột nhiên hoa một cái, một tinh thạch lóng lánh ánh sáng xuất hiện, đâm đến con mắt có chút hoa. Nguy rồi! Hồn phách suýt chút nữa bay ra ngoài, Bạch Huyền Sinh tông chủ vội vàng lui về phía sau, chẳng qua đã chậm, phù du bốn phía đã vây quanh. Trong nháy mắt cảm thấy tiên lực hộ thể bị thôn phệ sạch sẽ, huyệt đạo toàn thân bị vô số côn trùng màu bạc chất đầy. Lực lượng của ta, huyệt đạo bị phong ấn, thật giống như động cơ không cách nào hấp thu khí oxy, sức ngựa mạnh hơn cũng mất tác dụng, thân thể không khỏi chao đảo, từ không trung rơi xuống dưới. Bành! Nhưng vào lúc này, Huyền Bối Quy lần nữa đánh tới. Hai tay Bạch Huyền Sinh vội vàng nghênh đón. Răng rắc, răng rắc. Hai tay bị chấn nát. Vẻ mặt trắng bệch, đường đường cường giả ngụy thần cảnh, một đầu cắm vào đáy biển, đập ra một cái hố to, tóe lên vô số bùn nhão. Hết chương 3683. Chương 3684, Tiểu Quy Quy, nhận chủ đi. Thật mạnh. Nhìn một màn này ở trong mắt, thân thể Khôi Hiểu tông chủ và Phong Thiêm trưởng lão run lên. Vốn cho rằng đối phương là thịt cá, chỉ cần thiết kế tốt, có thể nhẹ nhõm bắt, thậm chí chém giết, nằm mộng cũng nghĩ không ra. Nhóm người mình mới là bị thiết kế. Không mượn phù du, tên này muốn thắng được Bạch Huyền Sinh tông chủ, chưa hẳn có thể làm được, nhưng có thứ này hỗ trợ, mấy chiêu trong lúc đó, một trong sáu đại tông chủ, siêu cấp cường giả trong thiên hạ, liền biến thành như vậy. Không còn sức phản kháng chút nào nữa. Lưu trưởng lão không sớm nhìn ra vấn đề, bọn họ liền đần độn xông lên, khẳng định cũng sẽ dẫn đến kết quả giống nhau, thậm chí càng thêm thê thảm. Bởi vì nhất thủy nhị ba trận là khốn trận, một khi vận chuyển, coi như tu vi lại cao hơn, trong thời gian ngắn cũng chạy trốn không xong, vô cùng có khả năng bị tươi sống chém giết. Ầm ầm, liên tục đắc thủ, Huyền Bối Quy cũng không thả lỏng mà chân đầu lần nữa lùi về mai rùa, tiếp tục đánh tới Bạch tông chủ. Ta muốn ngươi chết. Ngươi săn thú, bị thú săn lại, Bạch Huyền Sinh oa oa la hét, tinh thần khẽ động, ba thanh trường kiếm huyền phù ra. Ở dưới ý niệm khống chế, thẳng tắp đâm về phía trước. Không hổ là Huyền Kính môn tông chủ, ba thanh trường kiếm rõ ràng đều là tiên quân đỉnh phong. Đinh đinh đinh, trường kiếm rơi vào trên lưng Huyền Quy, ngay cả vỏ cũng không có cắt được, thậm chí tốc độ không có ngăn cản mảy may. Đồng tử co rút lại, Bạch Huyền Sinh nào còn dám nói nhảm, xoay người bỏ chạy. Nắm giữ vũ khí ngụy thần cảnh, lúc không bị tổn thương cũng không phải đối thủ, hiện tại hai tay vỡ vụn. Xương ngực không biết chặt đứt bao nhiêu cây, nội tạng cũng nghiền nát không biết bao nhiêu, tiếp tục nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn chưa đi xa,
huyền bối quy mạnh mẽ đâm vào trên lưng hắn, thân thể chao đảo, đầu đập vào mặt đất. Động thủ đi! Nhìn thấy chiến đấu gần như sắp đến hồi kết thúc, Trương Huyền cười nhạt một tiếng, lần nữa bước ra, trận pháp không gian che giấu lần nữa xé rách, đi đầu chui ra ngoài. Khôi Hiểu, Phong Thiêm theo sát. Huyền bối quy nhìn thấy người che giấu đi ra, không sốt ruột tấn công, cũng không có bơi tới, mà trong ánh mắt mang theo lạnh lùng. Khôi Tông Chủ, liền nhìn ngươi. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, quay đầu. Khôi Hiểu Tông Chủ hít sâu một hơi, gật đầu. Lòng bàn tay tựa như nhiều hơn một tia chớp, lực lượng khổng lồ khuấy động đại dương, trước đó tất cả phù du ngưng tụ ở chung quanh huyền bối quy, trong nháy mắt bị đánh bay khắp nơi. Trên đường đi, bọn họ giúp Lưu trưởng lão đột phá đến tiên quân, làm báo đáp, Lưu trưởng lão cũng dốc túi truyền cho võ kỹ bản thân lĩnh ngộ, dù chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, lại làm cho võ kỹ của hắn có bước tiến dài. Đồng dạng một chiêu, so với vài ngày trước mạnh mẽ không chỉ một lần. Lúc này thi triển ra, lôi đình lấp lánh, thô bạo vô song. Cái cổ của huyền bối quy lần nữa co rụt lại, thân thể xoay tròn, trường tâm lôi của Khôi Hiểu Tông Chủ rơi vào phía trên trực tiếp bị bắn ngược ra, cũng không thương tổn đến nội tạng. Lợi hại! Trương Huyền âm thầm gật đầu. Cái tên này, tốc độ nhanh, lại có quy sát, đâm không thủng, chém không thấu. Coi như thực lực của Khôi Hiểu Tông Chủ mạnh mẽ, trong thời gian ngắn muốn phân ra thắng bại cũng không có khả năng. Thời gian nháy mắt, hai bên giao chiến hơn 10 chiêu, tiểu kính hải giống như bị triệt để đun sôi, lực lượng trùng kích, mặt nước không ngừng toát ra hơi nước. Hai cường giả ngụy thần cảnh chiến đấu, uy lực to lớn, có thể hủy diệt phạm vi vạn dặm. Nếu không phải ở đáy biển, loại chiến đấu này khẳng định đã sớm quấy nhiễu không biết bao nhiêu cao thủ. Cái tên này làm sao không va chạm tới. Nhìn một hồi, Phong Thiêm trưởng lão nhịn không được cau mày. Mới vừa rồi cùng Bạch Huyền Sinh Tông Chủ chiến đấu, gia hỏa kia không ngừng va chạm, cứ thế đụng phế người, nhưng giờ phút này một mực đợi tại nguyên chỗ, xem ra là chiến đấu, trên thực tế lại mạnh mẽ chống đỡ, không giống trước đó hung mạnh a hát. Nó kiêng kỵ nhất thủy nhị ba trận, không dám. Trương Huyền cười nói. Phong Thiêm trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Đại hải quy này còn rất cẩn thận, vị trí là ở biên giới trận pháp, coi như vận chuyển cũng không thể làm bị thương mảy may. Không đúng. Trước đó nó không phải đợi trận pháp vận chuyển, muốn triệt để vây khốn Bạch Huyền Sinh Tông Chủ, muốn chém giết hắn sao? Vừa rồi muốn vây khốn, là bởi vì lực lượng nó đỉnh phong, hiện tại khác biệt. Trương Huyền nói. Phong Thiêm trưởng lão cau mày. Đại gia hỏa này đánh nửa ngày, chỉ là va chạm, không thi triển tiên lực, cũng không có thi triển thiên phú, hẳn là khí lực cường đại, bất đồng ở nơi nào a? Những ngân diệp phù du này tùy dính lên. Vũ khí ngụy thần cảnh cũng sẽ trực tiếp rơi xuống, dù phòng ngự của đại gia hỏa này vô địch, người cho rằng sẽ không tiêu hao, liền có thể chống lại. Trương Huyền nói, giờ phút này còn có không biết bao nhiêu ngân diệp phù du dính vào trên người huyền bối quy, vũ khí ngụy thần cảnh cũng không chống đỡ được, đối phương phòng ngự lại mạnh, khẳng định cũng tổn thương cực lớn, không có hung mãnh như trước đó. Đã như vậy, chúng ta cùng lên đi. Nghe được chiến lực của đối phương không lớn bằng lúc trước. Phong Thiêm trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ ra nhiệt huyết. Có thể tự tay săn giết một tiên thú ngụy thần cảnh, đối với bất kỳ người tu luyện nào mà nói, đều có lực hấp dẫn cực lớn. Đừng có gấp, nó đang chờ cơ hội, chúng ta cũng phải chờ cơ hội. Trương Huyền khoát tay áo. Thấy hắn tự tin, Phong Thiêm trưởng lão không hỏi tới nữa, tiếp tục nhìn phía trước. Khôi Hiểu Tông Chủ và Huyền Bối Quy, lúc này đã chiến đấu hơn 20 chiêu. Tiên lực trong cơ thể cái trước không còn tinh thuần cùng hung mãnh như vừa rồi, người sau cũng thoạt nhìn mỏi mệt, thở hồng hộc. Nhưng vào lúc này, miệng của huyền bối quy lần nữa há to. Hô! Ngân toàn tinh thạch trước đó rơi vào trong ngực Bạch Huyền Sinh, để hắn bị thua lần nữa bay tới đằng trước. Hừ! Khôi Hiểu Tông Chủ đã sớm đề phòng thứ này, làm sao để hắn tọa nguyện, thân thể run rẩy, vừa định tránh thoát đi, trước mắt một bóng đột nhiên xuất hiện. Chớ núp! Trương Huyền xuất hiện ở phía trước, nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay bỗng nhiên chảo một cái. Hô! Ngân toàn tinh thạch lập tức biến mất ở trước mắt, bị thu vào chữ vật giới chỉ. Cái này! Lần này không chỉ Khôi Hiểu Tông Chủ sửng sốt, huyền bối quy cũng ngây người. Cứng rắn chịu nhiều đòn như vậy, là vì chiêu này, không nghĩ tới trong nháy mắt bị đối phương thu vào chữ vật giới chỉ. Hắn một tiên quân sơ kỳ, làm sao chống đỡ được tinh thạch ẩn chứa lực lượng của mình. Lại như thế nào chịu đựng được, không
không nổ tung ra. Nếu dùng nhẫn có thể tùy thời thu đồ vật tấn công tới, ai còn dám tế ra binh khí? Có phải kỳ quái hay không, vì sao ta có thể thu viên tinh thạch này hay không? Nhìn ra nghi ngờ của nó, Trương Huyền cười nhạt một tiếng, cổ tay khẽ đảo, tinh thạch vừa bị tịch thu lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay, yên tĩnh huyền phù. Phốc, Huyền Bối Quy phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt khó tin. Ngươi luyện hóa tinh thạch. Nó có thể mượn lực lượng thứ này, dẫn dụ phù du, là bởi vì vừa rồi nuốt vào trong bụng, tinh huyết nhen lửa, liều mạng tiêu hao cực lớn luyện hóa. Làm sao chỉ chớp mắt, bản thân còn chưa chết, thứ này liền đầu hàng người khác. Ngân toản tinh thạch, loại bảo vật cấp bậc này, dù không phải vũ khí, nhưng cũng có linh tính thuộc về mình, một khi hiệu chung, trừ khi chủ nhân tử vong, nếu không sẽ không phản, đến cùng xảy ra chuyện gì. Phải, ta xóa bỏ linh tính trước đó, lại vừa khéo hỗ trợ mở linh tính mới, cho nên nó liền thần phục ta. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, cong ngón tay búng một cái. Ông! Linh thạch lập tức bay về phía Huyền Bối Quy. Phần phật, ngân diệp phù du kích động lần nữa lao đến, rậm rạp chẳng chịt vây Huyền Bối Quy vào giữa. Coi như ngươi lợi hại. Nhìn Trương Huyền thật sâu, Huyền Bối Quy không dám tiếp tục ở lại, xoay người muốn chạy trốn. Vốn nghĩ cũng đánh giết Khôi Hiểu tông chủ, mượn lực lượng hai đại cường giả ngụy thần cảnh, để nó lần nữa tăng lên, không nghĩ tới bị tên này phá hoại, hiện tại lực lượng đã tiêu hao gần như, chỉ có thể rời đi trước. Muốn đi, hiện tại đã chậm. Trương Huyền nhẹ nhàng bước ra một bước. Ông! Mặt biển bốn phía sôi trào lập tức an tĩnh lại, bị một cỗ lực lượng đặc thù phong ấn, ngay cả phù du cũng an tĩnh lại. Huyền Bối Quy vội vàng va chạm, thời gian nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng đặc thù bắn ngược trở về, biến sắc, nhịn không được nhìn qua. Là trận pháp gì, sao có thể cường đại như vậy? Trước đó nó đặc biệt nhìn qua, bốn phía lưu lại chính là nhất thủy nhị ba trận. Loại khốn trận này dù có thể vây khốn nó nhất thời, hết toàn lực mà nói, vẫn có thể chạy đi. Trước mắt đây là cái gì? Dùng hết toàn lực, lại bị bắn ngược trở về. Đến cùng là trận pháp gì? Lại nói, trận pháp là cần năng lượng, nơi này rõ ràng không có năng lượng ba động, làm sao sẽ hình thành bình chướng cứng rắn như thế? Nhất thủy nhị ba trận, chỉ là khốn trận phổ thông, khẳng định giữ không nổi ngươi, cho nên ta sửa lại một cái, tăng lên phạm vi cùng uy lực. Các người ba đại cường giả ngụy thần cảnh không ngừng chiến đấu, tỏa ra lực lượng, đều bị trận pháp hấp thu, cho nên trận pháp này, trừ khi ta tự mình mở ra, nếu không tương đương với ba vị ngụy thần ngăn cản ngươi, căn bản trốn không thoát. Trương Huyền giải thích nói. Phong Thiêm trưởng lão bố trí trận pháp, muốn triệt để vây khốn đối phương, tự nhiên không làm được, cho nên hắn liền sửa lại một cái. Vừa rồi một mực không nhúng tay vào Khôi Hiểu tông chủ và đối phương chiến đấu. Chính là vì để trận pháp hấp thu càng nhiều lực lượng, giờ phút này lực lượng đầy đủ, đối phương muốn chạy trốn, khẳng định là không được. Hấp thu lực lượng ngụy thần cảnh, ngươi rốt cuộc là ai? Lại thử mấy lần, giống như đối phương nói, lúc toàn thịnh cũng trốn không thoát, hiện tại khẳng định không có hy vọng, vẻ mặt Huyền Bối Quy trở nên hết sức khó coi. Vị trước mắt này, tu vi không cao, chớp mắt luyện hóa tinh thạch, lại sắp đặt ra loại đại trận này, tất cả đều ở trong tính toán, đến cùng là ai? Vốn nghĩ có thể mượn tiểu kính hải này một lần giết chết hai vị ngụy thần, chấn nhiếp thiên hạ, làm cho nhân loại không dám tiếp tục tìm nó phiền phức, nằm mơ cũng không nghĩ đến, thiết kế tới thiết kế đi, dưới tình huống tất cả không có sơ hở, lại bị kẻ trước mắt này thiết kế. Muốn biết ta là người như thế nào không? Trương Huyền mỉm cười, nhìn lại. Tiểu Quy Quy, nhận chủ a, nhận ta làm chủ, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Hết chương 3684. Chương 3685, có bằng lòng làm tông chủ của chúng ta hay không? Nhận chủ. Lưu trưởng lão muốn để nó nhận chủ. Khôi Hiểu tông chủ, Phong Thiêm trưởng lão nhìn nhau, tràn đầy kinh ngạc. Tiên thú ngụy thần cảnh, kiêu ngạo không gì sánh được, bọn họ chỉ nghĩ tới chém giết, nhận chủ. Ngươi cũng không phải đám thuần thú đại sư kia của vạn thú môn, làm sao có thể thiết kế nó thoáng cái, liền nhận chủ. Huống chi, loại tiên thú cấp bậc này. Xem như tân nhiệm tông chủ của vạn thú môn Trịnh Dương tự thân tới, cũng không cách nào thuần phục. Quả nhiên giống như bọn hắn đoán, nghe Trương Huyền nói, khuôn mặt của Huyền Bối Quy trở nên đen thui, tựa như núi lửa bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra. Muốn ta nhận chủ, liền nhìn ngươi có thực lực này hay không? Ầm ầm, gào lên một tiếng, bỗng nhiên lao đến. Phong, Trương Huyền cũng không động đậy, ngón tay điểm một cái.
phần phật. Năng lượng bốn phía hội tụ, huyền bối quy liền bị phong cấm ở trong nước cách đó không xa, thật giống như cá bị đóng băng, bất kể dãy dụa như thế nào cũng không có biện pháp gì. Thần phục với ta, hoặc là bị giết. Dùng trận pháp phong cấm lại đối phương, Trương Huyền nói. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Huyền bối quy co rụt cái cổ lại, đầu lâu cùng tứ chi thu sạch vào mai rùa. Thân là cường giả ngụy thần cảnh, mai rùa của nó có thể so với vũ khí ngụy thần cảnh, căn bản không phá hư được, chỉ cần chui vào, coi như đối phương vây khốn lại như thế nào. Đồng dạng giết không được. Ngụy thần cảnh cũng có tôn nghiêm thuộc về mình, nhận một cái tu vi thấp hơn mình nhiều làm chủ. Nằm mơ. Huống chi trận pháp niêm phong lại nó cần năng lượng duy trì, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, không ngạnh xông, cũng sẽ tự động phá giải. Cho rằng như vậy ta liền không có biện pháp. Đã sớm đoán được tên này sẽ làm như vậy, tay Trương Huyền vỗ một cái. Tiểu Hoàng Kê, đi ra tiếp khách. Tới ngay. Tiểu Hoàng Kê uốn éo cái mông đi ra. Khôi Hiểu Tông Chủ, Phong Thiêm Trưởng Lão nháy con mắt. Tiểu Kê Tiên Quân đỉnh phong. Con gà này coi như cấp bậc không thấp, nhưng chỉ lớn chừng bàn tay, có thể có ích lợi gì. Không để ý tới hai người khiếp sợ, Hoàng Kê lên chít chít bò lên lưng rùa, mới bò lên không đến nửa mét, dòng nước phun trào, ngã xuống đất. Cánh lớn chừng ngón cái quạt quạt, lần nữa leo lên, lại bò lên nửa mét, đồng dạng ngã xuống đất. Khôi Hiểu Tông Chủ nắm tóc. Cái đồ chơi này, có thể đối phó huyền bối quy ngụy thần cảnh. Ngươi hù ta đi. Không chỉ hắn vẻ mặt này, huyền bối quy cũng từ trong mai rùa lặng lẽ thò đầu ra, vẻ mặt mộng bức. Ngươi có thể thuần phục ta, nhưng không nên vũ nhục ta a. Bất kể nói thế nào, ta cũng là tiên thú ngụy thần cảnh ngang dọc đại lục, thực lực siêu tuyệt. Hai vị tông chủ ngụy thần cảnh ở trước mặt ta cũng bất lực. Muốn thuần phục, có thể dùng đủ loại thủ đoạn, kết quả lại. Kêu con gà. Quan trọng là gia hỏa kia làm gì, đây là thứ đồ gì. A, cũng đúng, cái này con mẹ nó là gà. Không thể giả được. Huyền bối quy cực kỳ buồn bực. Nếu không phải thực lực tổn thất lớn, thân thể bị thương, không phá nổi phong ấn, khẳng định đã sớm xông lên xé con gà kia thành bột phấn, nào cho phép nó làm nhục. Lại bò lên hai lần, liên tục ngã xuống đất, Tiểu Hoàng Kê mặc kệ, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Ngươi không biết gà không biết bơi sao, còn không qua đây hỗ trợ. Trương Huyền, thời điểm ngươi ở trong nồi nấu, không phải bơi cực kỳ vui vẻ sao? Chẳng muốn cùng đối phương suy tính. Đi về phía trước hai bước, nắm cái cổ Tiểu Hoàng Kê vung một cái. Đi đi. Hô. Tiểu Hoàng Kê lập tức rơi vào trên mai rùa to lớn, bẹp ngã làm một đoàn. Được rồi, động tác nhanh lên một chút. Trương Huyền nhíu mày. Yên tâm đi. Tiểu Hoàng Kê gật đầu, đứng ở trên mai rùa, đột nhiên mở ra miệng nhỏ. Hô. Cái miệng vốn chỉ bằng ngón út, trong nháy mắt trở nên lớn mấy trăm mét, mai rùa to lớn thoáng cái liền bị mổ xuống. Sau đó, bên ngoài thân huyền bối quy tựa như mọc đầy lông vàng. Ân thật ngon. Cái cánh của Tiểu Hoàng Kê không ngừng chớp động. Ăn, ta để ngươi hỗ trợ thuần phục, ai bảo ngươi ăn nó. Trương Huyền im lặng. Cái tên này quả nhiên vẫn giống như trước kia không đáng tin cậy. Ta để ngươi hỗ trợ thuần phục, hù dọa một chút, không có bảo ngươi ăn a hát. Ăn, ta thuần phục ai đây? Trương Huyền quất tới. Còn không phun ra. Còn không phun ra. Được rồi. Tiểu Hoàng Kê buồn bực, cái bụng cổ động, lần nữa phun ra huyền bối quy. Rùa biển to lớn đã có chút thoi thóp, đầu từ trong mai rùa nhô ra, tràn đầy mê man. Ta là ai, ta ở đâu? Thần phục ta. Trương Huyền đi vào trước mặt. Ngươi nằm mơ. Rùa biển nghiến răng. Tốt, ngươi tiếp tục ăn đi. Trương Huyền xua tay. Ta không có ý kiến. Tiểu Hoàng Kê lần nữa mở miệng ra. Ta, nhận chủ. Huyền bối quy run run, vội vàng mở miệng. Không nhận thua không được a hát, đường đường cường giả ngụy thần cảnh, bị một con gà ăn. Gánh không nổi cái mặt này a hát. Cái này còn tạm được. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, tiến hành nghi thức nhận chủ. Một bên Khôi Hiểu Tông Chủ và Phong Thiêm Trưởng Lão miệng há mở, giống như gặp quỷ. Vậy thì thuần phục. Tiểu Kê này, mạnh như vậy. Vốn còn tưởng rằng đối phương tế ra Tiểu Kê. Chỉ là vì buồn nôn đối thủ, không nghĩ tới thứ này có thể thuận miệng nuốt huyền bối quy. Đến cùng làm sao làm được? Chẳng lẽ, trước đó Lưu Trưởng Lão có thể thu xích sát ngụy thần cảnh, cũng là bởi vì Tiểu Kê này. Tốt, quá lớn,
thu nhỏ chút. Nhận chủ xong, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày nói. Vâng. Huyền bối quy nhẹ nhàng run rẩy, biến thành đường kính 2 mét. Cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, lấy ra mấy bình nước tắm hoàng kê đưa tới. Nuốt đi. Chủ nhân có lệnh, Huyền bối quy không dám từ chối, nuốt xuống, một lát sau vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi thương thế cực nặng, liên tục va chạm, nội tạng bị tổn thương, trạng thái thân thể rất suy yếu, làm sao cũng không nghĩ đến, uống thứ này, thời gian nháy mắt liền triệt để khôi phục. Hiện tại lần nữa tràn đầy lực lượng. Thần linh, thần thú. Lần nữa nhìn về phía chủ nhân trước mắt, ánh mắt lại không đồng dạng. Vừa rồi chẳng qua là cảm thấy không thể mất mặt rùa, bị bức ép bất đắc dĩ nhận chủ, trong lòng không phải chân chính thần phục, mà bây giờ tràn đầy sợ hãi. Tiểu hoàng kê kia, có thể nhẹ nhõm nuốt lấy nó, tuy thoạt nhìn cấp bậc chỉ là tiên quân đỉnh phong, nhưng trên thực tế nhất định vượt xa nó. Nó đã là ngụy thần cảnh, vượt xa, trừ thần thú, cũng không nghĩ ra được cái khác a. Thuần phục thần thú ấu niên, vị chủ nhân trước mắt này, khẳng định cũng không đơn giản. Không để ý tới Huyền bối quy khiếp sợ, thân thể Trương Huyền run rẩy, đi vào cách đó không xa. Vừa rồi Bạch Huyền Sinh bắn ra ba thanh trường kiếm tiên quân đỉnh phong bóp ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng bắn vài cái, một lát sau, ba trường kiếm kêu to, toàn bộ thần phục. Hô! Thu vào chữ vật giới chỉ. Làm xong những cái này, lần nữa lấy ra một cái túi thú sủng, đặt Huyền bối quy cùng tiểu hoàng kê vào, trở lại trước mặt Khôi Hiểu tông chủ. Viên ngân toàn tinh thạch này, là các ngươi tiêu phí đánh đổi lấy được, hiện tại nguyên vật hoàn trả. Huyền bối quy thuần phục. Không có khả năng tặng người, thứ này là đối phương tiêu phí đại đánh đổi lấy được, lấy đi có chút xấu hổ. Cái này, đưa tay nhận lấy, Khôi Hiểu tông chủ hơi đỏ mặt. Vốn cho rằng loại thực lực này của hắn, lại trước thời hạn sắp đặt, lần này đánh giết Huyền bối quy dễ như trở bàn tay, nằm mơ cũng không nghĩ đến, suýt chút nữa ngã xuống ở đây. Vị trước mắt này, chỉ dùng một cái trận pháp, một con gà, liền nhẹ nhõm giải quyết, thậm chí còn thuần phục, năng lực mạnh mẽ có thể xưng kinh khủng. Xử lý Bạch Huyền Sinh tông chủ như thế nào? Trương Huyền nhìn qua. Vừa rồi Bạch tông chủ bị Huyền bối quy đụng nửa chết nửa sống, giờ phút này vẫn đầu cắm vào trong bùn, hôn mê bất tỉnh. Nếu như cho hắn biết chúng ta thuần phục Huyền bối quy, hai đại tông môn quan hệ nhất định làm căng. Không bằng bây giờ rời đi. Trần chờ một chút, Khôi Hiểu tông chủ nói. Sau khi đối phương hôn mê, bọn họ mới từ chỗ tiềm ẩn xuất hiện, nói cách khác, đối phương cũng không biết đám người mình. Thất tinh lâu cùng Huyền kính môn, quan hệ từ trước tới nay không tệ, ngộ nhỡ bởi vậy gây ra mâu thuẫn, liền được không bù mất. Dù sao vị trước mắt này lấy đi vũ khí ngụy thần cảnh, ngộ nhỡ tỉnh lại đòi, trả hay không trả. Còn không bằng giả bộ hồ đồ, dù sao đối phương cũng không biết là ai. Rời khỏi. Trương Huyền nhíu mày, đột nhiên run rẩy, đi vào trước mặt Bạch Huyền Sinh tông chủ hôn mê, đưa tay rút hắn từ trong bùn ra, ánh mắt sáng lên. Trực tiếp lấy xuống chữ vật giới chỉ. Ai? Nhẫn bị lấy xuống, Bạch Huyền Sinh đột nhiên giật mình tỉnh giấc, gầm thét một tiếng, có điều mí mắt còn không có mở ra, sau gáy tê dần. Phù phù. Lần nữa ngất đi. Trương Huyền thu tay về, cầm chữ vật giới chỉ, lần nữa trở lại trước mặt Khôi Hiểu tông chủ. Chúng ta đi thôi. Cái tên này, tiện tay ném ra vũ khí ngụy thần cảnh cùng ba thanh trường kiếm tiên quân đỉnh phong, không cần phải nói liền biết là thổ hào. Đã không biết mình là ai, ăn cướp sạch sẽ lại nói. Về sau coi như biết, cũng chỉ có thể biết ơn, nhóm người mình cứu tính mạng của hắn, nếu không sớm đã bị Huyền bối quy giết. Cái này, không nghĩ tới Lưu trưởng lão tham tiền như vậy, Khôi Hiểu tông chủ bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng vẫn không nói gì, thẳng tắp bay đi. Rời khỏi tiểu kính hải, nhìn trăng tròn phản chiếu mặt nước, đám người phong thiêm trưởng lão đều cảm thấy sống lưng phát lạnh. Những phù du tựa như kính kia. Vốn trong mắt bọn hắn, chỉ là vật nhỏ bé không đáng kể, làm sao cũng không nghĩ đến, nắm giữ lực lượng kinh người như thế. Một khi liên hợp lại, vũ khí ngụy thần cảnh cũng không chịu nổi. Nếu không phải Lưu trưởng lão trước thời hạn phát giác, lần này có thể sẽ giống như Bạch Huyền Sinh, không chỉ sạch sẽ trơn tru, hôn mê bất tỉnh, thậm chí có khả năng chết ngay tại chỗ. Hiểu những cái này, lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, lòng tràn đầy khâm phục. Thế nào? Đột nhiên, Khôi Hiểu tông chủ quay đầu nhìn về phía Phong Thiêm trưởng lão hỏi. Rất tốt. Dường như biết hắn có ý tứ gì, Phong Thiêm trưởng lão gật đầu. Ta phục. Như vậy là được. Khôi Hiểu tông chủ cười cười,
lần nữa nhìn về phía Trương Huyền. Lưu trưởng lão, tại hạ có một điều thỉnh cầu, không biết có thể đáp ứng hay không? Trương Huyền cau mày. Không biết. Dừng lại một chút, Khôi Hiểu tông chủ không chần chờ nói thẳng. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận vị trí của ta, làm tông chủ Thất Tinh lâu hay không? Hết chương 3685. Chương 3686. Vô Nhân Hải. Không nghĩ tới đối phương đưa ra yêu cầu này, Trương Huyền sững sờ, vội vàng lắc đầu. Cái này, thực xấu hổ, ta Nhàn Vân Giã Hạc đã quen, làm tông chủ, sợ năng lực không đủ. Không phải hắn không muốn làm tông chủ, mà là, đã là tông chủ Vạn Thú Môn, đón thêm một cái, thực sự xấu hổ. Nếu ngươi năng lực không đủ, ta thật không đất dung thân. Khôi Hiểu tông chủ cười khổ. Đối mặt Huyền Bối Quy, hắn bất lực, đối phương lại có thể nhẹ nhõm thuần phục, nếu ngươi không có năng lực, ta tính là gì? Mong Lưu trưởng lão đừng từ chối. Phong Thiêm trưởng lão cũng ôm quyền nói. Cái này, Trương Huyền cau mày. Trước đó Vạn Thú Môn như vậy, hiện tại Thất Tinh lâu cũng như vậy. An tâm làm trưởng lão là khó khăn như thế sao? Ưu Tú, cũng là sai lầm ư? Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là Lăng Vân kiếm các tốt, đơn thuần trưởng lão, không cần gánh vác lên trách nhiệm của một tông môn. Thấy hắn chần chừ, Khôi Hiểu tông chủ nói. Cường giả ngụy thần cảnh, tuổi thọ có hạn, không có khả năng lâu dài bảo vệ tông môn, nhưng tiên thú ngụy thần cảnh có thể, đặc biệt là Huyền Bối Quy. Tuổi thọ không dưới mấy ngàn năm, nếu như ngươi có thể trở thành tông chủ, do nó trấn thủ tông môn, Thất Tinh lâu mấy ngàn năm cũng không cần lo lắng. Cái này, Trương Huyền gật đầu, nguyên lai mục đích của đối phương là cái này. Hắn sớm muộn cũng phải đi vào thần điện, đi tìm Lạc Nhược Hy, thượng thương đối với hắn mà nói, chỉ là đi ngang qua mà thôi, nếu như Huyền Bối Quy này thật có thể trấn thủ Thất Tinh lâu, bản thân đi rồi, đưa cho đối phương cũng không sao. Dù sao có thể nhanh như vậy đột phá tiên quân, hơn nữa đạt được pháp bảo ngụy thần cảnh, thuần phục Huyền Bối Quy, đều là nhờ đối phương. Nghĩ đến cái này, trần chờ một chút nói. Làm tông chủ cũng không sao, bất quá ta Nhàn Hạ đã quen, khả năng không quản được quá nhiều chuyện. Cái này không sao, mục đích của tông chủ chỉ là vì trấn nhiếp đạo trích, tông môn sự vụ lớn nhỏ, đều do đại trưởng lão đi làm, không cần lo lắng. Thấy hắn đồng ý, ánh mắt của Khôi Hiểu tông chủ sáng lên. Cười một tiếng. Phong Thiêm lần nữa lấy ra thuyền nhỏ, ba người rơi vào phía trên, cấp tốc đi về phía Trục Tinh đảo. Trở lại phân bộ của Thất Tinh lâu, Trương Huyền lần nữa lấy Huyền Bối Quy từ túi thú sủng ra, để nó cắt chút thịt thả chút máu, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, ngón tay điểm một cái, một giọt máu hóa thành hơi nước, tràn vào trong lỗ chân lông toàn thân. Xì xì xì. Vừa tiến vào thân thể, khí tức mênh mông, cơ bắp toàn thân toàn bộ kích hoạt. Trương Huyền lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng mãnh liệt, tụ hợp vào kinh mạch toàn thân, chạy vào đan điền, để lực lượng tiên quân cảnh sơ kỳ hắn nhanh chóng bành trướng. Vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng, không ngừng vận chuyển tiên lực. Không tốt, không có công pháp tiên quân cảnh, coi như lực lượng mạnh hơn cũng vô dụng. Một lát sau, toàn thân Trương Huyền siết chặt. Còn tưởng rằng có huyết dịch của tiên thú ngụy thần cảnh, cho dù không có công pháp, dựa vào lực lượng cứng rắn chồng chất cũng có thể giống như trước đó đột phá. Xung kích cảnh giới cao hơn, hiện tại xem ra không có đơn giản như vậy. Thật muốn làm như vậy, làm không cẩn thận, tu vi không có đi lên, người trước hết nổ tung. Không cách nào tăng cao tu vi, trước tầm bổ thân thể đi. Biết không có cách nào tấn cấp, Trương Huyền đành phải từ bỏ. Huyền Bối Quy, mạnh nhất là phòng ngự, máu tươi của nó đối với thân thể có tác dụng tầm bổ rất lớn, khống chế sức mạnh chạy toàn thân thể trở nên càng ngày càng cường đại. Một canh giờ sau, lực lượng thân thể đã có thể so với tiên quân đỉnh phong. Lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, lấy xích sắt ra ngoài. Mượn tiểu hoàng kê thôn vệ cùng với thiên đạo thư viện thiếu hụt uy hiếp, thời gian không dài, xích sắt cũng thuận lợi luyện hóa. Ngươi gọi tiểu quy quy, ngươi liền gọi xích sắt đi. Trương Huyền xác định tên của hai ngụy thần. Huyền Bối Quy. Xích sắt. Làm xong những cái này, thả đám thú giao long ra. Đây là huyết dịch của ngụy thần cảnh, các ngươi mỗi cái 10 giọt, có thể đột phá, hoặc tấn cấp hay không, liền dựa vào chính các ngươi. Cong ngón tay búng một cái, đưa tinh huyết của Huyền Bối Quy qua. Mấy gia hỏa này tất cả đều đạt đến tiên quân đỉnh phong, huyết mạch bản thân cũng rất cường đại, không biết nuốt huyết dịch tiên thú ngụy thần cảnh vào sẽ có hiệu quả gì. Có thể đột phá ngụy thần cảnh tốt nhất, không cách nào đột phá, cũng không tổn thất cái gì.
đám thú giao long đều biết ơn, vội vàng nuốt tinh huyết. Sau hai canh giờ, cho dù tu vi tiến bộ không ít, nhưng như cũng không có đột phá ràng buộc cuối cùng. Xem ra ngụy thần quả thực không phải dễ dàng đột phá như vậy, nếu không loại cường giả này cũng sẽ không số lượng ít như vậy. Thấy chúng nó không cách nào đột phá, thu vào túi thú sủng, Trương Huyền lần nữa thả huyền bối quy ra. Ngươi làm sao có thể đột phá ngụy thần cảnh, lại ở nơi nào đột phá, giải thích sự tình tỉ mỉ đi. Trương Huyền hỏi. Sở dĩ không giết đối phương, nghĩ biện pháp thuần phục, chính là vì chuyện này. Từng trải qua thần huyết thạch, một mực nghi ngờ liên quan đến Lạc Nhược Hy. Ta là ở vô nhân hải đột phá. Huyền bối quy không có dấu giếm nói. Vô nhân hải. Cách nơi này chừng hơn 100 vạn cây số, là một hải vực mênh mông, không có hòn đảo, không có nhân loại, bởi vậy tên là vô nhân hải. Huyền bối quy giải thích. Xa như vậy, vì sao ngươi có thể đột phá? Ngụy thần cảnh không phải không đi vào thần điện, không có cách nào thành công sao? Trương Huyền cau mày. Ngụy thần cảnh là không đi vào thần điện không cách nào đột phá, ta là ở hơn 2 tháng trước, trong lúc vô tình nuốt lấy một giọt máu tươi mới thành công. Huyền bối quy giải thích. Máu tươi. Nắm đấm Trương Huyền siết chặt. Là một vị cường giả ngụy thần cảnh xuất hiện ở hải vực này, không biết sử dụng phương pháp gì tiến hành tế tự. Sau đó thiên địa xuất hiện vết rách, có bóng người từ không trung giáng lâm. Lúc ấy bóng người kia thật giống như bị thương, rơi vãi không ít máu tươi ở trên mặt biển. Ta cùng mấy con tiên thú tiên quân đỉnh phong nuốt, đều thuận lợi đột phá. Huyền bối quy tỉ mỉ giảng giải một lần. Bóng người, loại hình dáng nào? Người có biết hiện tại đi nơi nào không? Trương Huyền tràn đầy lo lắng. Là nữ tử, cụ thể dung mạo thấy không rõ lắm. Đi nơi nào, cũng không rõ, sau khi nuốt huyết dịch, ta liền lâm vào hôn mê, tỉnh lại liền có thực lực ngụy thần cảnh, còn làm sao đột phá, thật không biết. Huyền bối quy tràn đầy xấu hổ. Ngụy thần của nó đến cùng làm sao đến, thật không hiểu. Về sau suy đoán, khẳng định liên quan đến nữ tử từ trên trời giáng xuống kia. Có lẽ nàng là thần linh chân chính, cho nên huyết dịch mới có loại uy lực này, để tiên quân cảnh đỉnh phong trực tiếp tân cấp. Dung mạo của nàng là như vậy. Trương Huyền cong ngón tay búng một cái, dung mạo cùng dáng người của Lạc Nhược Hy không có ngụy trang xuất hiện ở trước mặt. Thật nhớ không rõ, thật giống như nhìn qua liền quên. Huyền bối quy lắc đầu. Cái thân ảnh kia từ trên trời giáng xuống, có thể nhớ tinh tường, nhưng dung mạo, dáng người cụ thể, muốn nhớ lại. Lại phát hiện cái gì cũng nhớ không rõ. Có lẽ chính là thủ đoạn của thần linh. Mang ta đi vô nhân hải ngươi nói. Thu lại hình ảnh, Trương Huyền nói. Huyền bối quy sững sờ. Hiện tại bên trong không chỉ có ta là tiên thú ngụy thần cảnh, còn có cái khác. Cực kỳ nguy hiểm. Tuy nó đột phá đến ngụy thần cảnh, nhưng ở vô nhân hải cũng không phải cường đại nhất, thôn phệ huyết dịch nhiều, so với nó càng thêm cường đại, ngụy thần chân chính cũng không dám tiến vào, chủ nhân qua. Chỉ sợ nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Ta biết, nhưng mà ta phải đi. Trương Huyền cũng không giải thích. Có thể làm cho đối phương trực tiếp đột phá đến ngụy thần cảnh, nuốt khẳng định là thần huyết, hơn 2 tháng trước, đổi lại thời gian ở danh sư đại lục, cũng chính là hơn 600 ngày, gần 2 năm, về thời gian vừa vặn. Vị thần linh từ trên trời giáng xuống kia, vô cùng có khả năng chính là Lạc Nhược Hy. Chỉ có tự mình đi qua nhìn, mới có thể xác định. Được. Thấy chủ nhân kiên định, không cách nào dao động, Huyền bối quy nhớ tới tiểu hoàng kê có thể nuốt nó, cùng với vũ khí ngụy thần cảnh, trong lòng buông lỏng không ít, đầu lâu to lớn cuối cùng gật xuống. Đi thôi. Trương Huyền một khắc cũng đợi không được, bước lên lưng Huyền bối quy, truyền âm nói cho Khôi Hiểu tông chủ một tiếng, thẳng tắp bay về phía vô nhân hải. Huyền bối quy, thân là cường giả ngụy thần cảnh, vừa tiến vào đại dương tốc độ nhanh như tia chớp, hơn 100 vạn cây số. Cường giả tiên quân đỉnh phong muốn phi hành ít nhất một ngày, nhưng ở dưới nó toàn lực, không đến nửa ngày liền đến. Lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía vô nhân hải. Giống như đối phương nói, quả nhiên phạm vi vạn dặm không có một bóng người, hòn đảo cũng không nhìn thấy một cái, đâu đâu cũng có đại dương, cùng bầu trời giao hòa chung một chỗ, không phân khác biệt. Đại dương nơi này không quá tương đồng địa phương khác, hiện ra hồng sắc nhàn nhạt, cho người ta một loại cảm giác có máu tươi hòa vào trong đó. Trước đó vùng biển này cũng là lam sắc, từ khi máu tươi của bóng người kia nhỏ vào, liền biến thành như vậy, đã hơn 2 tháng cũng không khôi phục. Huyền bối quy nói, thân thể Trương Huyền run rẩy, đi vào trong đại dương, minh lý chi nhãn chiếu rọi, cẩn thận quan sát. Đại dương phát ra hồng sắc nhàn nhạt,
linh khí đầy đủ, cho người ta một loại cảm giác thế ngoại đào nguyên, bất luận tiên thú hay thực vật, đều cường đại hơn hải vực khác, cực kỳ linh tính. Giống như đối phương nói, có lẽ liên quan đến huyết dịch thần linh. Bơi tới đáy biển, quả nhiên phát hiện một ít tảng đá đỏ thẫm. Chính là thần huyết thạch trước đó nhìn thấy. Loại tảng đá này số lượng không phải rất nhiều, hơn nữa phần lớn đều không có lực lượng tinh thuần như trước đó thấy qua. Tiện tay rút ra một khối, đặt ở trong tay, trong thư viện xuất hiện thư tịch, giới thiệu hoàn toàn tương đồng. Lúc ấy, bóng người kia xuất hiện tại vị trí nào? Nhìn một vòng, phát hiện mặt nước hồng sắc phạm vi cũng không phải rất lớn, Trương Huyền hỏi. Ở chính nam, có điều chủ nhân, ta khuyên ngươi chớ đi, chỗ kia bị ba huynh đệ giao xa chiếm cứ, lúc đầu ta chính là bị chúng đuổi ra ngoài. Huyền bối quy hơi đỏ mặt. Ba huynh đệ giao xa. Trương Huyền cau mày. Là bá vương của vô nhân hải, ba con giao xa thú, ban đầu ở tiên quân đỉnh phong liền rất cường đại, ta không phải đối thủ, chỉ bất quá lúc ấy phòng ngự mạnh, cũng không gây chuyện, mọi người bình an vô sự. Về sau nuốt huyết dịch, đều đột phá đến ngụy thần cảnh, bọn chúng càng thêm cường đại, lại thêm số lượng nhiều, muốn cướp đoạt địa bàn của ta, ta đánh không nổi, đành phải rời khỏi. Huyền bối quy nói, ý của ngươi là, bọn chúng đều là ngụy thần cảnh. Trương Huyền sầm mặt lại. Hết chương 3686. Chương 3687. Vương giả Hải Dương. Vâng. Huyền bối quy gật đầu. Nó ở trước đám người Khôi Hiểu tông chủ, thực lực mạnh mẽ, để mọi người không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng ở trước mặt giao xa, liền không có biện pháp gì. Đều là cường giả sinh tồn trong nước, điểm yếu lẫn nhau đều rõ ràng, bị ba gia hỏa kia vây công, không rời đi nơi này, khẳng định đã sớm chết. Không chỉ là ngụy thần cảnh. Còn cường đại hơn ta, ta am hiểu phòng ngự, bọn chúng am hiểu công kích. Trước đó Bạch Huyền Sinh tông chủ bị bao vây, không kiên trì được ba con hô hấp, liền có thể bị giết. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Bạch Huyền Sinh tông chủ, ở trong sáu đại tông chủ không tính là người mạnh nhất, nhưng cũng không tính yếu nhất, loại thực lực này, không kiên trì được ba con hô hấp. Ba giao xa kia, so với tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Chủ nhân, chúng ta trước chớ đi. Đợi thực lực ngươi đột phá tiên quân, lại đi cũng không muộn. Huyền bối quy khuyên can. Dù chủ nhân này thủ đoạn rất nhiều, tiểu hoàng kê cũng rất lợi hại, nhưng nó vẫn không yên lòng, dù sao đối phương là ba con, coi như tiểu hoàng kê có thể thôn phệ một con, đối mặt ba con, khẳng định cũng bất lực. Ngươi trước giấu vào túi thú sủng, ta lặng lẽ nấp đi qua. Chỉ là đi qua nhìn một cái, không quấy nhiễu đối phương liền đi. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Đã đến nơi này, không dò xét rõ ràng, làm sao có thể trực tiếp rời đi. Cái tên này, thân là ngụy thần cảnh, hơn nữa hình thể to lớn, rất dễ dàng bị phát hiện, bản thân chỉ cần vận chuyển công pháp thiên đạo, che giấu khí tức, cho dù đối phương là ngụy thần, muốn phát giác chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Huyền bối quy bất đắc dĩ, đi vào túi thú sủng, lúc này Trương Huyền mới tinh thần khẽ động, che giấu khí tức toàn thân, thẳng tắp bay về phía trước. Trong biển sâu. Hắn tựa như một con cá, theo hải lưu chậm rãi bơi về phía trước. Tảo biển cùng thảm thực vật ở dưới vùng biển này, rõ ràng càng thêm dồi dào, đồ sộ hơn địa phương khác. Nếu thật là Lạc Nhược Hy phá vỡ giới vực ràng buộc, từ nơi này đi vào thượng thương, như vậy. Tế tự tiếp đón nàng là ai? Một bên tiến lên, một bên suy tư. Nếu giống như suy đoán, Lạc Nhược Hy là ở đây đi tới thượng thương, như vậy người tế tự là ai? Có thể tế tự. Chứng minh nhất định là sinh trưởng ở địa phương. Nhưng người này, vì sao để nàng tới, tại sao nàng lại bị thương, máu tươi chảy tới trong hải dương, xuất hiện loại biến hóa này. Liên quan tới Lạc Nhược Hy, giống như bí ẩn, ở trong đầu không ngừng quanh quẩn, để hắn phân biệt không rõ, đến cùng xảy ra chuyện gì. Thậm chí cũng không phân rõ, mình thích cô gái này, đến cùng là người tốt, hay là người xấu. Trước ngực mang theo dây chuyền, từ trong quần áo lấy ra ngoài. Chất lỏng màu đỏ bên trong, cảm nhận được linh khí trong hải dương, giống như phát giác được cái gì, dần dần biến thành ấm áp. Khẳng định liên quan đến nàng. Trong lòng chấn động, Trương Huyền không do dự, cấp tốc bơi đi. Hơn 10 phút sau, ngừng lại trước một khe rãnh đáy biển. Dựa theo Huyền bối quy nói, sao huyệt của ba con giao xa kia ở chỗ này. Ngẩng đầu nhìn lại trong khe rãnh, màu nước càng thêm đỏ thẫm, linh khí càng thêm nồng đậm. Thảm thực vật bên trong rậm rạp nối liền, cho người ta một loại cảm giác che khuất bầu trời. Chắc là địa phương thần huyết rơi vãi nhiều nhất.
nhìn quanh một vòng, Trương Huyền xác định. Nơi này tựa như là nơi bắt đầu linh khí, tinh thuần hơn bốn phía, hơn nữa mặt dây chuyền càng thêm khô nóng. Nếu như muốn điều tra, có liên quan đến Lạc Nhược Hy hay không, hẳn là ở chỗ này. Biết bên trong vô cùng có khả năng nắm giữ ba con tiên thú ngụy thần cảnh, Trương Huyền cũng không sốt ruột đi vào, mà trốn ở đằng sau một nham thạch lặng lẽ quan sát. Phía dưới thảm thực vật rậm rạp, vô cùng thô to, ngăn lại tầm mắt, loáng thoáng có thể nhìn thấy vô số sinh mệnh xuyên qua trong đó, cụ thể cái nào là giao xa, xào huyệt lại ở nơi nào, căn bản tìm không thấy tung tích. Trên đường tới, đã truyền âm trao đổi qua với Huyền Bối Quy. Ba con giao xa này, là dự định thu nó làm thuộc hạ, nó không đồng ý, mới gặp phải vây công. Nếu không phải mai rùa cứng rắn, lại thêm trốn nhanh, làm không cẩn thận đã sớm chết. Dù hai bên giao thủ qua, nhưng đối với tình huống trong xào huyệt của ba con giao xa thế nào, nó không hề rõ ràng, cũng không cách nào cung cấp tin tức hữu dụng. Mặc kệ, nhìn không ra thứ gì, tiếp tục chờ ở đây cũng vô dụng, Trương Huyền nhảy lên, dọc theo khe rãnh chui vào. Khe rãnh to lớn, giống như sơn cốc bên ngoài, không biết bao sâu, không có ánh sáng chiếu xạ, đen như mực. Thực lực của Trương Huyền bây giờ, đã đạt đến tiên quân cảnh, lại thêm minh lý chi nhãn mạnh mẽ, chút hắc ám ấy, tạm thời còn không ảnh hưởng tới, dán chặt lấy vách đá, chậm rãi du động. Toàn bộ khe rãnh cực kỳ an tĩnh. Trước đó nhìn thấy vô số thánh thú, tiên thú, giờ phút này giống như biến mất, vậy mà đều không thấy tung tích. Biết năng lực ẩn nấp của mình, ngụy thần cũng không phát hiện được, Trương Huyền cũng không ngại, một bên chạy, một bên không ngừng quan sát. Cũng không biết là nhận lấy thần huyết ảnh hưởng, hay nguyên nhân khác, thảm thực vật nơi này không chỉ thô to, còn cực kỳ cứng cỏi, nắm lấy một dây leo, tiện tay lôi kéo, cho dù là hắn, muốn một cái xé rách ra cũng rất khó làm được. Đã có thể so với binh khí chân tiên cảnh. Chắc là thần huyết, không chỉ để tiên thú tiên quân cảnh thuế biến thành ngụy thần, thực vật cũng nhận ảnh hưởng, trở nên cứng cáp mạnh mẽ hơn. Vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc, trong lòng suy đoán. Càng tiến vào khe rãnh, linh khí bên trong cũng càng nồng đậm, kèm theo đi sâu, Trương Huyền cảm thấy tế bào toàn thân nhảy lên, như muốn thôn phệ năng lượng trong đó. Biết một khi hấp thu, khẳng định sẽ bị phát hiện, Trương Huyền ngừng thở, tiếp tục bơi xuống. Đại khái bơi hơn 2.000 mét, rốt cục thấy được mặt đất. Một vách đá to lớn xuất hiện, ngay phía trước là một hang động to lớn. Minh Lý chi nhãn nhúc nhích, quét một vòng, vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Quy Quy nói ba con giao xa, hẳn là ở chỗ này. Trong nham động, cho người ta một loại khí tức ngột ngạt, loại cảm giác này giống như Huyền Bối Quy cùng Khôi Hiểu Tông Chủ, ba con ngụy thần cảnh ở trong đó, trước đó nhìn thấy tất cả tiên thú, thánh thú, cũng có khả năng ở bên trong. Lần nữa sờ lên dây chuyền trước ngực, phát hiện càng thêm khô nóng, tới gần hang động, nhiệt lượng tăng lên. Chẳng lẽ, còn có thần huyết chưa bị luyện hóa? Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Đoạn đường này, cũng coi như phát hiện quy luật, đại dương thần huyết càng nồng đậm, nhiệt lượng của dây chuyền càng rõ ràng, thời khắc này sơn động để cho nó càng thêm khô nóng, chứng minh vô cùng có khả năng, nắm giữ huyết dịch còn không có luyện hóa. Nếu như có thể tìm được, dùng thư viện giám định. Chỉ cần không cách nào xác nhận là ai, liền vô cùng có khả năng liên quan đến Lạc Nhược Hy. Đi vào. Chần chờ không đến một phút, Trương Huyền nghiến răng bơi đi. Đường kính sơn động vài trăm mét, bơi ở trong đó, trên cơ bản không nhìn thấy tung tích, đi một hồi, quả nhiên thấy được không ít thánh thú, tiên thú, đang xếp thành đội hình, từng cái huyền phù ở trong động. Lặng lẽ nhìn sang, những gia hỏa này, thực lực yếu nhất cũng đạt đến chân tiên cảnh đỉnh phong, tiên quân cảnh chừng mấy trăm. Mấy trăm tiên quân, trái tim Trương Huyền run rẩy. Loại đội hình này, so với bất kỳ một cái nào của sáu đại tông môn, đều cường đại hơn. Lấy thực lực của chư vương, chúng ta hoàn toàn có thể thống trị Hải Dương, làm cho nhân loại không cách nào đi vào. Không sai, ba vị vương giả đều đạt đến ngụy thần cảnh, nhân loại sáu đại tông môn cũng kém xem, chỉ cần hiệu lệnh một tiếng, chúng ta liền giết chết toàn bộ nhân loại dám xông vào Hải Dương, cho bọn hắn cái dạ oai phủ đầu. Để cho bọn họ biết, ở đây, đến cùng là ai định đoạt. Các tiên thú lớn tiếng la lên. Theo thanh âm, Trương Huyền lặng lẽ nhìn lại, ba vương tọa to lớn, đứng sừng sững ở chỗ sâu nhất trong sơn động. Ba con dao xa xếp bằng ở phía trên, cả người tỏa ra uy áp nồng đậm. Cường giả ngụy thần cảnh. Quả nhiên mỗi một cái đều mạnh hơn Huyền Bối Quy. Một cái cũng lợi hại như vậy, ba con liên thủ, suy nghĩ một chút cũng không rét mà run.
Các ngươi nói không sai, lần này triệu tập bọn ngươi tới, chính là muốn nói cho tất cả mọi người, Hải Dương, là thuộc về chúng ta, nhân loại không thể tiến vào, nếu không, chết. Trên vương tọa, một con dao xa hừ một tiếng, âm thanh chấn toàn bộ sơn động vang lên ong ong. Không sai, thuộc về chúng ta. Đuổi 6 đại tông môn đi ra. Đặc biệt là trục tinh cung. Tất cả tiên thú, thánh thú nghe được vương nói như vậy, tất cả đều hưng phấn không ngừng gào thét. Trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, bọn chúng đây là muốn thành lập tông môn hoặc chính quyền thuộc về Hải Dương. Nghe một hồi, Trương Huyền lắc đầu. Trước đó, tuy Hải Dương mạnh mẽ, chủng loại phong phú, nhưng không có đi đến ngụy thần cảnh, cho nên ở trước mặt 6 đại tông môn, vẫn không có lực lượng chống lại. Giờ phút này, một lần toát ra 3 con, lại thêm tiên thú tiên quân cảnh nhiều như vậy, liền kìm nén không được dã tâm. Tính toán thành lập chính quyền thuộc về Hải Dương, cùng 6 đại tông môn địa vị ngang nhau. Khó trách vừa rồi nhìn thấy nhiều tiên thú tụ tập như vậy, chắc là nghe được triệu hoán, đồng thời chạy tới. Đầu tiên phải đối phó là trục tinh cung, trục tinh đảo bọn họ ngay ở trong Hải Dương, ta cùng 2 vị vương khác thương nghị, tính toán đi qua vây quét, trước cho bọn hắn cái dạ oai phủ đầu, để bọn hắn biết, sinh mệnh của Hải Dương lợi hại. Chỉ cần thành công, 6 đại tông môn liền không ai dám ra tay với chúng ta, tìm chúng ta phiền toái. Giao Sam lên tiếng trước nói. Hải Dương tài nguyên phong phú, tinh hạch của không ít thánh thú, tiên thú có trợ giúp tu luyện rất lớn, bởi vậy dù nơi này nguy hiểm, nhưng 6 đại tông môn vẫn sẽ thỉnh thoảng phái người đến đây săn giết, siêu tập đủ loại bảo vật. Đặc biệt là trục tinh cung, ở trên đảo hoang, lấy Hải Dương mà sống. Trong đó cư trú sinh mệnh, từ trước tới nay lấy săn giết sinh mệnh Hải Dương, bán khoáng vật trong đó, kiếm tài nguyên sinh tồn. Thật muốn thống nhất Hải Dương, để 6 đại tông môn coi trọng bọn họ, nhất định phải lấy bọn hắn khai đao. Dạ oai phủ đầu cho trục tinh cung là tốt nhất, nhưng... Vương chẳng lẽ quên một màn hơn 2 tháng trước, theo ta điều tra. Nữ tử triệu hoán thần linh, chính là trục tinh cung cung chủ Đỗ Thanh Diên. Đột nhiên trong đám tiên thú, một con cá nheo đầu mọc ra mấy cái lỗ tai mở miệng nói. Hết chương 3687. Chương 3688. Gà không đáng tin cậy. Là nàng. Giao Xa sửng sốt một chút. Ngươi xác định. Huynh đệ bọn chúng có thể đột phá ngụy thần. Chính là bởi vì thần linh được Đỗ Thanh Diên triệu hoán đến, nhỏ xuống mấy giọt máu tươi. Ta phái ra hơn 10 vạn thuộc hạ, 4 phía tìm hiểu, có thể 100% xác định. Cá nheo nói, có thể triệu hoán thần linh lại như thế nào? Tình huống lúc đó ta thấy được, vị thần linh kia mới đi vào thượng thương không bao lâu, liền phá vỡ không gian đi địa phương khác, sau đó không có xuất hiện qua. Chỉ cần thần linh không có, chúng ta đều là ngụy thần tới chiến đấu. Ai thắng ai thua, còn chưa nhất định. Giao Xa hừ lạnh. Đại ca nói không sai. Nơi này là di khí đại lục, thần linh tới, sẽ bị lây nhiễm, từ đó thực lực rớt xuống. Nguyên nhân chính là như vậy, trừ thần điện, không có thần linh nào sẽ tới, cho dù trục tinh cung có thể câu thông, cũng không có khả năng để thần tới giúp bọn hắn chiến đấu. Giao Xa thứ hai nói. Đã như vậy, thì có gì phải sợ, trục tinh cung cung chủ mạnh hơn, cũng chỉ một người mà thôi. Huynh đệ chúng ta 3 người, giết nàng dễ như trở bàn tay. Ông trời để huynh đệ chúng ta đột phá, chứng minh số mệnh đã xuất hiện ở đại dương, không thể giải trí khí người khác, diệt uy phong nhà mình. Thời đại thuộc về đại dương, lập tức liền muốn tới, đối phương săn giết bao nhiêu hải quái, chúng ta liền săn giết bao nhiêu nhân loại. Để cho bọn họ biết, đại dương không thể bắt nạt. Giao Xa thứ 3 nói. Không thể bắt nạt. Trong nháy mắt, bầu không khí bị nhen lửa. Vô số tiên thú, thánh thú tôm, bạch tuộc, cua, trai. Không ngừng giãy giụa, vô cùng kích động. Mấy ngàn năm qua, nhân loại xây dựng 6 đại tông môn, quản lý thiên hạ, sinh vật biển không dám tùy tiện lên bờ, nếu không nhẹ thì bị giết, nặng thì diệt tộc. Hiện tại, bọn chúng rốt cục cũng có cường giả ngụy thần cảnh tọa chấn, không cần tiếp tục lo lắng. Trục tinh cung cung chủ. Trương Huyền giấu ở phía sau cau mày. Trục tinh cung, là dị linh tộc sáng lập. Nếu Lạc Nhược Hy là linh thần của bọn họ, nhận triệu hoán, liền vô cùng bình thường. Trước đó suy đoán nếu như đều đúng, vị cung chủ kia triệu hoán linh thần hạ giới, linh thần Lạc Nhược Hy đi vào thượng thương, đi vào danh sư đại lục, cướp đoạt Xuân Thu Đại Điển. Xem ra muốn biết tất cả, nơi này không phải quan trọng, Đỗ Thanh Diên cung chủ mới là trọng yếu nhất. Suy đoán thần huyết thạch khả năng liên quan đến Lạc Nhược Hy, liền vội vàng đi tới nơi này,
giờ phút này mới phát hiện, đi nhầm phương hướng. Đỗ Thanh Diên là người triệu hoán, làm sao không biết Lạc Nhược Hy là ai? Ở nơi nào? Muốn điều tra tin tức chuẩn xác nhất, tìm nàng hỏi thăm rõ ràng, sẽ không có bất kỳ nghi vấn. Đi về trước đi. Xác nhận chuyện này, Trương Huyền lại không chờ lâu. Không nói bên trong có ba con tiên thú ngụy thần cảnh, chỉ nói mấy trăm tiên quân, hắn cũng không chống lại được. Mục đích tìm kiếm thần huyết, chính là xác nhận Lạc Nhược Hy có tới thượng thương hay không, người lại đi nơi nào. Đã có thể từ trong miệng vị cung chủ kia biết được tin tức này, liền không cần tiếp tục chờ đợi ở đây. Dù sao quá mức nguy hiểm, tuy hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng còn không có ngốc đến muốn tự tìm đường chết. Thân thể co rụt lại, vừa định bơi ra sơn động, đột nhiên cảm thấy trong động linh lực khuấy động, một cỗ năng lượng to lớn nhộn nhạo, dây chuyền trên cổ bỗng nhiên siết chặt, tỏa ra khí tức để cho người ta nóng hổi. Vội vàng quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy giao xa thứ nhất, đuôi to nhẹ nhàng run lên, một giọt máu đỏ xuất hiện ở trước tất cả tiên thú, thánh thú. Huyết dịch chỉ lớn bằng hạt mè, không đạt tới tiêu chuẩn một giọt, mặc dù như thế, vẫn tỏa ra lực lượng để cho người ta kinh dị, tựa như ẩn chứa một thế giới, chỉ cần thả ra, toàn bộ đại dương sẽ không chịu nổi, triệt để sôi trào. Đây là thần huyết. Giao xa nhìn quanh một vòng. Huynh đệ chúng ta, chính là nuốt thứ này, mới tấn cấp ngụy thần. Chỉ cần các ngươi trung thành hiệu trung, huynh đệ chúng ta sẽ không keo kiệt. Đại vương yên tâm, chúng ta nhất định lòng son dạ sắt, tuyệt không làm trái. Nhìn thấy thần huyết xuất hiện, rất nhiều tiên thú ánh mắt mập mờ, hưng phấn không ngừng gào thét. Huyết dịch thần linh chân chính, nuốt một giọt, liền có thể xung kích ngụy thần. Đối với bất kỳ sinh mệnh nào đều có lực hấp dẫn lớn lao. Nhìn thấy hình dáng của chúng thú, giao xa thỏa mãn gật đầu. Thực lực siêu tuyệt, lại thêm hy vọng, cấp dưới tất nhiên sẽ trung thành tuyệt đối, không dám tiếp tục phản kháng. Tu vi đi đến ngụy thần, quả nhiên đều không thể khinh thường. Trước đó huyền bối quy bày kế, Khôi Hiểu tông chủ và Bạch Huyền Sinh đều trúng chiêu, giao xa này, vậy mà cũng thuần thục thủ đoạn trưởng ngự cấp dưới, xem ra đi đến ngụy thần cảnh, mạnh mẽ không chỉ thực lực, mưu trí cũng không thể coi nhẹ. Đi thôi. Tuy muốn điều tra thuộc tính cụ thể của thần huyết, nhưng nắm giữ ở trong tay giao xa, thực lực của hắn khẳng định lấy không được, không cần thiết mạo hiểm, thân thể Trương Huyền lần nữa chuyển một cái. Vừa định rời khỏi, liền nghe một âm thanh nổi giận vang lên. Ai? Ầm ầm. Thanh rất lớn, tựa như tiếng sấm, chấn toàn bộ sơn động không ngừng lay động, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Ngay sau đó ba cỗ khí tức cường đại đến cực điểm lan ra, giống như muốn xé rách không gian. Chuyện gì xảy ra? Trương Huyền cau mày. Hắn một mực áp chế khí tức, dựa theo tình huống bình thường, cho dù đối phương là cường giả ngụy thần cảnh, cũng không phát hiện được mới phải. Phát hiện đã sớm phát hiện, làm sao vừa muốn đi liền như vậy. Trong lòng nghi hoặc, vội vàng quay đầu, chỉ nhìn một cái, ra đầu Trương Huyền suýt chút nữa nổ tung. Chỉ thấy giọt thần huyết vừa rồi lơ lửng ở trước mặt chúng thú, chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ sơn động, tất cả tiên thú, thánh thú đều xuất hiện hoảng loạn. Ba con giao xa ngụy thần cảnh càng nổi giận, lực lượng mạnh mẽ khuấy động bốn phía, tựa hồ muốn xé người trộm đi huyết dịch thành bột phấn. Ở nơi đó, đột nhiên, một tiên thú hô lên, ngay sau đó một dòng nước thẳng tắp bắn lên hang núi, trên vách đá, đá vụn bắn tung tóe. Theo dòng nước, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, thân thể run rẩy, suýt chút nữa từ trên vách đá rơi xuống. Chỉ thấy góc tường cách đó không xa, một tiểu hoàng kê đang vụng về bơi trong nước, một bên bơi lội, một bên ợ một cái, lực lượng thần huyết ở trong người khuấy động, hiển nhiên vừa rồi giọt thần huyết kia, bị tên này vụng trộm nuốt mất. Ngươi tìm đường chết, ta không cùng ngươi. Trương Huyền có chút phát điên, nào còn dám do dự, xoay người bỏ chạy. Cái này quá không đáng tin cậy a. Mấy trăm tiên quân, ba con ngụy thần, quang minh chính đại chạy tới nuốt thần huyết của người ta, không phải muốn chết sao? Chủ nhân, chờ ta. Bên này còn chưa đi xa, âm thanh của tiểu hoàng kê vang lên, sau một khắc. Đã đi tới trước mặt. Uy lực của thần huyết quá lớn, ta có chút không chịu nổi. Chạy không nổi rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Hô! Nói còn chưa dứt lời, thân thể, tiểu hoàng kê trực tiếp chui vào túi thú sủng. Nhìn rất nhiều tiên thú vẻ mặt ngây người, Trương Huyền sắp khóc. Sao lại thua một gia hỏa không đáng tin cậy như thế chứ? Ngươi là trực tiếp ngủ, ta con mẹ nó làm sao bây giờ? Trốn! Tức giận sắp nổ tung, hận không thể ngay lập tức lấy gia hỏa kia ra nướng ăn.
bất quá cũng biết lúc này không phải thời điểm tức giận, không dám do dự, thì triển ra thiên đạo thân pháp, xoay người bỏ chạy. Không trốn nữa, mạng sẽ bị mất. Bắt hắn lại. Nhân loại lại dám tới đây, còn cướp đi thần huyết, tự tìm cái chết. Chặt hắn thành thịt nát cho chó ăn. Đừng cho chó ăn, lãng phí, cho ta ăn. Từng tiếng gào thét, rất nhiều tiên thú đều điên rồi. Bọn chúng vừa lời thề son sắt muốn chém giết nhân loại, đuổi nhân loại ra đại dương, kết quả liền toát ra một cái, không chỉ lẻn vào xào huyệt, còn cướp thần huyết đi. Rầm rầm rầm. Vô số lực lượng ở bên người không ngừng nổ tung, da đầu Trương Huyền run lên, muốn khóc ra thành tiếng, một bên né tránh, một bên phóng ra ngoài. Chỉ là tới xem một chút, đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Thần huyết, thật không phải ta cầm. Nói đến là đến, nói đi là đi, thật muốn như vậy, uy danh của chúng ta ở đâu? Giao Sa cũng triệt để nổi giận. Con giao Sa màu nâu xanh gào lên một tiếng, đuôi bỗng nhiên cuốn một cái, giống như thuấn di xuất hiện ở trước Trương Huyền, ngăn lại đường đi. Cho dù thiên đạo thân pháp của Trương Huyền mạnh mẽ, nhưng ở trong nước cũng bị ngăn cản, vốn không cách nào phát huy tốc độ mạnh nhất, huống chi đối phương còn là ngụy thần cảnh, một mực sống ở trong nước. Có thể nói ở trước mặt đối phương, tốc độ của hắn không còn sót lại chút gì. Chết! Xuất hiện ở phía trước, cái đuôi của Giao Sa bỗng nhiên co lại, lực lượng hùng vĩ chút xuống, không gian xuất hiện đổ sụp, xem ra một khi bị đánh trúng, coi như tu vi của hắn đã tấn cấp đến tiên quân sơ kỳ, cũng khẳng định không chịu nổi. Cường giả ngụy thần cảnh am hiểu công kích, quả nhiên mạnh mẽ hơn huyền bối quy không chỉ gấp đôi. Trương Huyền tràn đầy lo lắng. Trước đó cảm thấy tốc độ của huyền bối quy rất nhanh, lúc này mới phát hiện, ở trước mặt đối phương, chậm giống như ốc sên. Khó trách trước đó Phong Thiêm trưởng lão nói, đại gia hỏa kia ở trong hải dương tốc độ không nhanh. Nguyên lai là so sánh với hải yêu. Cúi đầu liếc mắt nhìn, phía dưới đã chất đầy rất nhiều tiên thú tiên quân cảnh, rậm rạp chằng chịt, không biết bao nhiêu, sau lưng hai giao xa ngụy thần cảnh cũng bay lên, đằng đằng sát khí. Hắn phản ứng rất nhanh, tốc độ cũng không chậm, nhưng nơi này dù sao cũng là xào huyệt của đối phương, mới không đến một cái hô hấp đã lâm vào bao vây, lại khó trốn thoát. Ra! Tình huống nguy cấp, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, ngón tay bỗng nhiên bắn ra. Hô 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 hô! Năm chuôi trường kiếm tiên quân đỉnh phong xuất hiện ở phía trước. Hướng lên trên chỉ một cái, năm chuôi trường kiếm ẩn chứa thần chi kiếm ý lập tức đâm tới. Giao Sa công kích quá mạnh, khẳng định không thể đón đỡ, bởi vì một khi không tiếp nổi, tất nhiên sẽ bị công kích vào sơn động, mất đi thời cơ chạy trốn tốt nhất, còn muốn rời khỏi, liền không thể nào làm được. Cho nên, lúc này muốn chạy trốn, chỉ có thể dùng những biện pháp khác. Trước sau đều là Giao Sa ngụy thần cảnh, phía dưới cùng trái phải đều là tiên thú tiên quân cảnh. Đường ra duy nhất chính là bức tường phía trên. Chỉ cần có thể đục ra một cái lỗ thủng, hoàn toàn có thể đi vào hạp cốc, mượn vô số thảm thực vật bỏ trốn. Dù sao dáng người hắn so với những hải yêu to lớn kia, bé nhỏ không đáng kể, chỉ cần thoát ly nơi đây, mượn thủ đoạn ngụy trang ẩn núp, không bị phát hiện còn có hy vọng nhất định. Hết chương 3688. Chương 3689. Giao Sa vây công. Năm chuôi trường kiếm tiên quân đỉnh phong, đồng thời thả ra thần chi kiếm ý, uy lực vượt xa các loại chiêu số như nhất kiếm uông dương lúc trước, trên bức tường, thời gian nháy mắt liền bị khuấy lên một cửa động. Trương Huyền chui vào. Vừa tiến vào, phía dưới bạo liệt, địa phương trước đó xuất hiện vết nứt màu đen, không gian mẫn diệt. Nhanh! Biết chỉ là thừa dịp đối phương không sẵn sàng, một khi phản ứng lại, dùng lực lượng đánh nát phách đá, mình cũng sẽ chạy trốn không xong, lực lượng liều trong cơ thể mạng vận chuyển, năm chuôi trường kiếm giống như biến thành cối xay thịt, nham thạch phía trước tới đụng một cái, lập tức vỡ thành bột phấn, dung hòa vào đại dương, trở nên đục ngầu. Trốn chỗ nào? Rầm rầm rầm. Kèm theo gào thét, vách đá phía dưới lay động, toàn bộ xào huyệt của Giao Sa xuất hiện từng vết rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Xem ra Giao Sa cũng không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp chui vào vách đá, theo sát vọt lên. Dáng người Trương Huyền nhỏ, cửa động cũng chỉ đủ hắn một người chui vào, Giao Sa dáng người lớn, muốn xông lại, chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân mở ra. Chân khí không ngừng bộc phát, ba cái hô hấp sau, Trương Huyền từ trong vách đá chui ra, đi tới bên ngoài xào huyệt. Bàn tay lớn vồ một cái, thu trường kiếm vào nhẫn, vội vã bay vào trong thảm thực vật. Còn chưa đi xa, sơn động phía dưới phát ra nổ vang trầm muộn, tất cả sụp đổ,
Giao Xa theo sát ở sau lưng từ trong nước biển đục ngầu vọt tới, miệng bỗng nhiên mở ra, gầm thét một tiếng. Ầm. Dòng nước điên cuồng dâng lên, thảm thực vật trước đó Trương Huyền cho rằng vô cùng chắc chắn, ở dưới dòng nước kia yếu ớt tựa như bọt biển. Chém. Thấy lực lượng tới quá nhanh, căn bản chạy trốn không xong, sắc mặt Trương Huyền tái xanh, đồng thường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, bỗng nhiên bổ xuống. Kiếm khí rộng lớn, cùng dòng nước đụng một cái, liền cảm thấy gan bàn tay run lên, tuy ngăn lại công kích của đối phương, nhưng ngực khó chịu, cả người bay về phía sau. Thật mạnh! Đồng tử Trương Huyền co rút lại, thân thể cứng ngắc. Đây là lần đầu tiên hắn cùng cường giả ngụy thần cảnh chiến đấu chính thức. Trước đó thuần phục Huyền Bối Quy, là mượn lực lượng của tiểu hoàng kê, hiện tại tên này đưa tới tai họa, trốn vào túi thú sủng, bản thân một mình đối mặt loại cường giả cấp bậc kia, giờ mới hiểu được đáng sợ như thế. Cho dù đột phá đến tiên quân sơ kỳ, thân thể đạt tới tiên quân đỉnh phong. Ở trước mặt đối phương, vẫn không đỡ nổi một đòn. Khống chế lại thân thể lăn mình, Trương Huyền tiếp tục lao nhanh ra ngoài. Một ngụy thần đã đáng sợ như thế, ba con toàn bộ đi ra, lại thêm mấy trăm tiên quân, không trốn, cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Đoạt đồ vật liền muốn trốn, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Lần nữa nghe được âm thanh như sấm rền, ngẩng đầu nhìn lại, một cái miệng to lớn xuất hiện ở phía trước, vô số hàm răng sắc nhọn, tựa như vũ khí, mang theo cảm giác băng hàn. Hai con giao xa khác đã lấy tốc độ nhanh hơn rời sơn động, ngăn ở trên đường chạy trốn của hắn. M thanh kết thúc, một dòng nước càng thêm to lớn từ bên trên trút xuống. Không dám tiếp tục giữ lại, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, trước đó luyện hóa vũ khí ngụy thần xích sắt, tích tụ cùng một chỗ, tạo thành một lá chắn to lớn. Mạnh mẽ nổ vang, vô số thảm thực vật, nham thạch vỡ thành bột phấn. Ở dưới trùng kích to lớn, hai tay Trương Huyền run lên, có loại cảm giác không nhấc lên nổi. Vũ khí ngụy thần cảnh, cho dù ngăn lại công kích của đối phương, nhưng cũng chấn hắn lục phủ ngũ tạng lay động, bị trọng thương. Tạo cái nghiệt gì a? Trương Huyền khóc không ra nước mắt. Hắn thật chỉ là muốn dò xét, không muốn quấy nhiễu đối phương, cũng xác thực dựa theo cái này làm, ai có thể nghĩ tới. Tiểu hoàng kê không đáng tin cậy như vậy. Đổi lại trước kia, không đáng tin cậy, liền không đáng tin cậy, chỉ ít có thể giải quyết vấn đề. Nhưng hiện tại ngươi nuốt thần huyết tìm địa phương ngủ, ta lại bị ba cường giả ngụy thần cảnh đuổi giết. Thật có loại cảm giác muốn điên. Vũ khí ngụy thần cảnh. Nhìn thấy hắn tế ra lá chắn, con mắt Giao Xa sáng lên. Một giọt thần huyết, đổi lấy một kiện binh khí, đáng giá. Thần huyết mạnh hơn, sau khi hấp thu một giọt đột phá ngụy thần, tiếp tục hấp thu, hiệu quả cũng không lớn. Nhưng nếu như luyện hóa vũ khí ngụy thần cảnh, thực lực có thể bạo tăng gấp đôi. Rầm rầm rầm, ba tiên thú ngụy thần cảnh đồng thời ra tay, dòng nước từ ba phương hướng nghiền ép. Huyền Bối Quy, mau dẫn ta chạy trốn. Dùng xích sắt biến thành lá chắn lần nữa chặn lại, Trương Huyền bị chấn đến toàn thân bại liệt, cả người sắp muốn sụp đổ, tinh thần khẽ động, Huyền Bối Quy xuất hiện ở phía trước. Hô, trong nháy mắt nó tăng tới hơn 100 mét, mang theo Trương Huyền xông tới biển mặt. Tốc độ của nó nhanh hơn Trương Huyền nhiều, có điều nó nhanh. Ba con giao xa càng nhanh, lực lượng tấn công không ngừng, tựa như muốn đè nát đại dương. Lão Quy, không nghĩ tới ngươi không thần phục chúng ta, vậy mà thần phục nhân loại, thật sự là bại hoại của đại dương. Coi như thần phục nhân loại, tìm cường giả thì cũng thôi, một cái tiên quân sơ kỳ. Làm sao càng lăn lộn càng kém cỏi thế hả? Thứ không biết chết sống, đã tới thì đừng đi, cùng chủ nhân mới nhận của ngươi chết ở đây đi. Cười lạnh từ bốn phía vang lên. Làm đối thủ cũ, giờ phút này nhìn thấy Huyền Bối Quy nhận chủ, ba con giao xa đều mở miệng châm chọc. Chủ nhân, chúng ta khả năng không trốn thoát được. Bị liên tục công kích vài cái, tốc độ giảm mạnh, ngay cả khe hở cũng chưa chạy ra, Huyền Bối Quy bất đắc dĩ truyền âm tới. Trước đó nó có thể chạy trốn, là bởi vì gặp công kích xoay người bỏ chạy, hơn nữa đối phương không có ý tứ đuổi tận giết tuyệt, mới may mắn thoát khỏi. Hiện tại, vị chủ nhân này, cướp đi thần huyết của người ta. Xào huyệt san thành bình địa. Thù hận không đội trời chung, làm sao trốn được? Là trốn không thoát. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thời điểm hai bên chiến đấu, những tiên thú tiên quân cảnh vừa rồi ở trong đại điện, đã phong tỏa tất cả thông đạo có thể chạy trốn. Nói cách khác, bất luận từ con đường nào đi, đều sẽ gặp phải công kích, mà cuối cùng sẽ rơi vào ba con giao xa bao vây. Làm sao bây giờ? Huyền Bối Quy sắp khóc.
trước đó liền khuyên chủ nhân đừng đi qua, kết quả. Đối phương không nghe, lần này tốt. Chẳng lẽ thật vất vả trốn đi, kết quả vẫn chết ở chỗ này. Đã không có cách nào trốn, vậy thì chiến đấu đi. Trương Huyền từ trên mai rùa đứng thẳng người. Mặc dù đối phương là ba cường giả ngụy thần cảnh, nhưng hắn có vũ khí ngụy thần cảnh, thú sủng ngụy thần cảnh, lại có phần thân cùng rất nhiều vô hồn kim nhân, đối phương thật muốn lưu lại nhóm người mình, cũng không dễ dàng như vậy. Chiến đấu. Thân thể Huyền Bối Quy lay động. Đánh như thế nào, ta nhiều nhất ngăn lại một con. Ngươi ngăn lại một con, ta nghĩ phương pháp chém giết một con, chỉ cần chết đi một cái, bọn chúng sẽ kiêng kỵ. Trương Huyền nói. Ba con giao xa, tuy liên minh, nhưng hắn không tin có tình nghĩa chân chính gì, một khi một con tử vong, hai con còn lại tất nhiên sẽ kiêng kỵ, tiên thú tiên quân cảnh vây chung quanh cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Đến lúc đó, liền có cơ hội chạy trốn. Dù sao mục tiêu của hắn là rời đi nơi này, cũng không phải giết toàn bộ. Tốt! Huyền Bối Quy cắn răng, đầu cùng tứ chi lần nữa rúc vào mai rùa, bỗng nhiên vọt tới một con dao xa trong đó. Tay Trương Huyền run lên, lá chắn lần nữa biến trở về xích sắt, đi theo sát. Đối thủ của ngươi là ta. Bơi không bao xa, một con dao xa lao đến, đuôi lớn quét qua. Trương Huyền bay ngược, tầng tầng lớp lớp đâm vào trên vách đá, đập ra một cái hố to. Hừ, lao đi máu tươi tràn ra khóe miệng, tinh thần Trương Huyền khẽ động, một con vô hồn kim nhân lập tức bay ra, thẳng tắp vọt tới dao xa. Thế nào, còn có giúp đỡ? Dao xa sững sờ, miệng há lớn, mở miệng nuốt vô hồn kim nhân vào trong bụng. Đây không phải giúp đỡ, mà là đồ ăn a. Hừ, tinh thần Trương Huyền khẽ động. Vô hồn kim nhân bị đối phương nuốt vào trong bụng, trong nháy mắt tự bạo ra. Hắn khống chế thứ này để đối phương ăn, chính là vì thế. Phốc, ở dưới vụ nổ, dao xa phun ra máu tươi, hàm răng sắc bén mất một cái, tràn đầy chật vật. Lại dám làm tổn thương ta, ta muốn ngươi chết. Cảm nhận được trong cơ thể đau rát, dao xa sắp điên rồi. Từ khi tu vi đi đến ngụy thần cảnh, còn chưa hề nhận qua thương nặng như vậy. Vèo, thẳng tắp lao đến Trương Huyền, miệng lớn mở ra, muốn nuốt kẻ trước mắt này. Như vậy cũng không sao. Mí mắt Trương Huyền nhảy loạn. Vô hồn kim nhân tiên quân đỉnh phong tự bạo, tiên quân đỉnh phong bình thường ở trong phạm vi 100 mét, đều sẽ bị nổ chết, tên này ở trong bụng bùng nổ, vậy mà chỉ phun một ngụm máu, mất cái răng liền không sao. Ngụy thần cảnh thật mạnh mẽ như vậy. Xích sắt lần nữa hóa thành lá chắn, chặn lại đối phương cắn xé, Trương Huyền vừa định lại ném một con vô hồn kim nhân đi vào trong miệng đối phương, liền thấy một con dao xa khác đi tới sau lưng. Chỉ có thể dùng phân thân. Biết một khi đối phương công kích, hai mặt thụ địch, tiểu hoàng kê lại không đáng tin cậy, vô cùng có khả năng chết ở chỗ này, Trương Huyền cắn chặt răng, vừa định tế ra phân thân và ngoan nhân chặn lại người sau, liền thấy dao xa vội vã xông tới đột nhiên ngừng lại, âm thanh vang vọng toàn bộ hải vực. Tất cả đều dừng lại. Ầm ầm. Chính là con trước đó ngồi ở vương tọa thứ nhất, trong ba con dao xa thực lực mạnh nhất. Nghe được quát tháo, con dao xa muốn nuốt lấy Trương Huyền nhìn không được ngừng lại, con cùng Huyền Bối Quy chiến đấu cũng lơ lửng giữa không trung. Lão đại, nhân loại này xông đến đây, cướp đi thần huyết, tội không thể tha, nhất định phải giết chết. Dao xa rụng răng tức giận nói. Đúng vậy lão đại, tại sao phải dừng lại, tuy thủ đoạn của bọn hắn nhiều, nhưng chỉ cần chúng ta liên thủ, vẫn có thể giết chết. Con dao xa thứ hai theo sát nói. Câm miệng cho ta. Dao xa được xưng lão đại hét lớn một tiếng, cắt đứt hai tiểu đệ la ó, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, đôi mắt thật to đánh giá, không dám có chút bỏ sót. Thấy bộ dáng này của đối phương, không biết là dụng ý gì, Trương Huyền híp mắt lại, tiên lực trong cơ thể vẫn vận chuyển, sợ đối phương đánh lén. Ngay thời điểm hắn tràn đầy không hiểu, không biết làm sao, dao xa kia đột nhiên khom người, quỳ mọp xuống đất. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Hết chương 3689. Chương 3690, thuần phục giao xa. Chủ nhân, thuộc hạ, Huyền Bối Quy cùng Trương Huyền liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều ngây người. Mới vừa rồi còn không chết không thôi, lúc nào thành thuộc hạ. Không riêng gì hai người bọn họ, bốn phía rất nhiều tiên thú, thánh thú cũng bối rối. Vương giả của bọn họ, căm thù nhân loại đến tận xương tủy, hận không thể đuổi tận giết tuyệt, mới vừa rồi còn định ra dạy dỗ sáu đại tông môn. Thế nào trong nháy mắt liền làm phản rồi. Thân thể cung giống như tôm chín,
xưng hô một nhân loại làm chủ. Lão đại, ngươi làm sao nhận một tiểu nhân vật như vậy làm chủ? Hai con dao xa còn lại cũng không dám tin tưởng. Ngậm miệng. Dao xa gầm thét. Còn không nhanh tới, bái kiến chủ nhân. Hai con dao xa không biết lão đại đến cùng là dụng ý gì, có điều không dám vi phạm mệnh lệnh, đuôi vặn vẹo uốn éo, bơi tới trước Trương Huyền, liếc mắt nhìn, đồng tử co rụt lại, đồng loạt quỳ gối. Thuộc hạ, bái kiến chủ nhân. Cái này. Trương Huyền không biết đối phương là dụng ý gì, chần chờ một chút, mở miệng nói. Nhận chủ đi. Mặc kệ thành tâm hay óng kịch, chỉ cần nhận chủ, liền không cách nào thay đổi. Vâng. Không chần chờ chút nào, ba dao xa đều tế ra tinh huyết của mình. Tiếp nhận tinh huyết, hoàn thành nghi thức nhận chủ, trong đầu nổ vang, lúc này mới phát hiện, đối phương không có chút quỷ kế nào, chân tâm thật ý nhận hắn làm chủ. Các người đây là... Mới vừa rồi còn đánh khó bỏ khó phân, hận không thể xé hắn thành mảnh nhỏ, sau một khắc biến thành thú sủng của mình, cam tâm tình nguyện, Trương Huyền có chút không hiểu rõ nổi. Cái tính tình này cũng rất cổ quái, chẳng lẽ, bản thân thật rất có mị lực, chỉ nhìn một cái, liền có thể để bọn chúng cúi đầu xương thần. Quan trọng là mình không có tỏa ra khí tức bá vương gì a hát. Sở dĩ chúng ta có thể đột phá ngụy thần cảnh, là bởi vì nuốt huyết dịch thần linh, trên người chủ nhân mang theo tín vật của thần linh. Chúng ta tự nhiên phải phụng ngươi làm chủ. Giao xa thực lực mạnh nhất, nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói. Tín vật. Trương Huyền cúi đầu nhìn về phía dây chuyền trước ngực, trước đó là đặt ở trong quần áo, bởi vì cảm nhận được thần huyết, sinh ra khô nóng, lấy ra ngoài, giờ phút này đang treo ở trên cổ. Vâng. Giao xa cung kính gật đầu. Trương Huyền giật mình. Trước đó liền suy đoán ra, thần huyết liên quan đến Lạc Nhược Hy. Hiện tại xem ra, đã xác định. Giao xa nuốt máu tươi của nàng rơi vãi, mới đột phá đến ngụy thần, nhìn thấy tín vật của nàng, tự nhiên có cảm ứng, không còn dám tiến hành công kích. Còn Huyền Bối Quy, lúc trước vì sao không nhận ra được, là bởi vì trước đó vẫn giấu ở dưới quần áo, đối phương căn bản không có nhìn thấy. Để bọn chúng trước tản đi đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Đã nhận chủ, sẽ không còn nguy hiểm, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, dặn dò một tiếng. Uống một bình nước tắm tiểu hoàng kê, lúc này mới cảm thấy thương thế khôi phục lại. Giao xa dặn dò vài câu, rất nhiều tiên thú tiên quân vây chung quanh, cho dù không cam lòng, nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh, lui ra ngoài. Tất cả tiên thú rời khỏi, lúc này Trương Huyền mới nhìn về phía ba con giao xa. Đã thần phục ta, thì lấy cái tên, mới có thể thuận tiện ghi nhớ. Người gọi đại xa, người gọi nhị xa, người gọi tam xa. Ba huynh đệ giao xa. Ngươi nói trục tinh cung cung chủ làm sao tế tự thượng thương, thần linh làm sao dáng thế, cuối cùng lại đi nơi nào, tỉ mỉ nói một lần. Không để ý tới huynh đệ tam xa buồn bực, Trương Huyền hỏi. Hơn 2 tháng trước, trục tinh cung cung chủ đột nhiên xuất hiện ở đây, lúc ấy chúng ta cũng không biết, thấy có nhân loại đi vào khu không người, tất cả đều vô cùng tức giận, chạy tới tìm nàng phiền phức, kết quả. Đều bị đả thương. Nhớ tới tình huống hôm đó, đại xa nói. Lúc đó nó chỉ là tiên quân đỉnh phong, tự nhiên không phải đối thủ của cường giả ngụy thần cảnh. Sau đó nàng lấy máu tươi của rất nhiều tiên thú tế tự, xé rách không trung, tiếp đón thần linh. Lần đầu tiên không thành công, lại thử một lần, bởi vì hao hết lực lượng toàn thân, trong nháy mắt biến thành bà lão. Chúng ta vốn cho rằng sẽ chết đi, kết quả, thần linh xuất hiện. Nói đến thần linh, đại sa run lẩy bẩy, không chỉ kích động, còn vì sợ hãi. Bởi vì lực lượng của trục tinh cung cung chủ không đủ, cho dù thi triển 2 lần tế tự, không gian bích lũy quá cường đại, thần linh không cách nào xuyên qua tới, bất quá. Vị thần linh này vô cùng quả quyết, liều mạng bị không gian bích lũy trọng thương, mạnh mẽ đi tới nơi này. Không gian phong bạo phản vệ rất cường đại, mới để cho nàng chảy xuống không ít máu tươi. Huynh đệ chúng ta vốn bị thương, nhìn thấy thần linh nhỏ xuống huyết dịch, nghĩ đến dù sao cũng chết một lần, mỗi cái nuốt một giọt, sau đó. Lâm vào hôn mê, chuyện về sau cũng không rõ ràng. Không rõ ràng, ngươi không phải mới vừa nói. Vị thần linh kia rời đi sao? Trương Huyền cau mày. Đúng ta nhìn thấy. Tam xa bơi tới. Lá gan của ta tương đối nhỏ, thôn vệ huyết dịch hơi trễ, loáng thoáng nhìn thấy vị thần linh kia, tay ở trên người trục tinh cung cung chủ vỗ vỗ, người sau lập tức từ lão giả biến trở về trẻ tuổi. Nói một câu gì đó, về sau dường như lại có người tiến hành tế tự. Xé rách không gian đi vào. Lại có người tế tự. Trương Huyền suy nghĩ.
hẳn là thần Dung Hoàng tiến hành tế tự, sau đó Lạc Nhược Hy xuyên qua hàng rào, đi vào danh sư đại lục. Có lẽ chính là bởi vì liên tục xuyên qua hai hàng rào giới vực, thương thế nghiêm trọng, lúc này mới ngụy trang thành danh sư lục tinh. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, cụ thể tình huống gì, chỉ có thể nhìn thấy Trúc Tinh Cung cung chủ, mới có thể tỉ mỉ hỏi thăm. Lần nữa lấy hình ảnh của Lạc Nhược Hy, để ba thú nhận ra, kết quả bọn chúng giống như huyền bối quy, chuyện khi đó có thể ghi nhớ, nhưng nói đến dung mạo hoặc chi tiết cụ thể, thì toàn bộ quên. Các ngươi làm sao nhận ra thứ này, là tín vật thần linh? Ba con dao xa đều không nhớ ra được hình dáng của vị thần linh kia, vì sao có thể nhận ra dây chuyền? Thần linh có thể phá vỡ không gian bích lũy, đi tới nơi này, chính là dùng dây chuyền này. Thứ này chói mắt như thái dương, chúng ta nhìn ở trong mắt, không có khả năng không nhớ được. Đại Sa nói, cảnh tượng hơn 2 tháng trước, coi như quên chi tiết, nhưng sự kiện lớn chắc chắn sẽ không quên. Trục Tinh Cung cung chủ bởi vì hao hết lực lượng, tế tự không có triệt để hoàn thành, dưới tình huống bình thường, vị thần linh kia là không cách nào xuyên qua, lúc ấy chính là mượn dây chuyền này, đánh nát không gian bích lũy, mới lấy được thành công. Bởi vì ghi nhớ, nhìn thấy thanh niên trước mắt này đeo, mới cảm thấy kinh hoàng, không dám tiếp tục động thủ. Một giọt máu của thần linh, liền để bọn chúng đột phá, cho dù vị trước mắt này không phải thần linh, nhưng nhất định có quan hệ với thần linh, nhận hắn làm chủ, tuyệt đối không sai. Cương quyết, có cốt khí, uy vũ không khuất phục. Ở trước mặt thần linh, không tồn tại. Cái dây chuyền này, có thể phá vỡ không gian bích lũy. Nắm ở trong lòng bàn tay, Trương Huyền cảm nhận được phía trên vẫn tràn đầy khô nóng, tinh thần khẽ động, tiên lực rót vào trong đó, lại phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào. Thần thạch, minh lý chi nhãn, tiên lực, tất cả đều sử dụng một lần, thứ này giống như dây chuyền bình thường, cũng không biểu hiện ra bất kỳ uy lực gì. Có lẽ là tu vi của ta không đủ. Nhớ tới trước đó tẩu hỏa nhập ma, Trương Huyền lắc đầu. Lạc Nhược Hy đã thận trọng đưa thứ này cho mình, khẳng định bất phàm, bằng không thì không có khả năng, ngay cả thư viện sinh ra tâm ma, cũng có thể áp chế xuống. Các ngươi đã thần phục ta, liền đi theo ta, vừa vặn có không ít sự tình cần các ngươi. Lần nữa giấu kỹ dây chuyền trong người, Trương Huyền nói. Có ba con dao xa hiệu chung, chẳng khác nào nắm giữ 4 tiên thú ngụy thần cảnh, lại thêm xích sắt, tương đương với có 5 ngụy thần bảo vệ. Như vậy, coi như thần điện còn muốn đánh lén, khẳng định cũng sẽ cân nhắc thoáng cái. Lấy ra nước tắm tiểu hoàng kê, cho dao xa bị thương chữa thương. Làm xong, lần nữa hỏi thăm sự tình thần huyết. Khi biết chỉ có bọn chúng cùng huyền bối quy thuận lợi tấn cấp, huyết dịch còn lạ. Hòa vào đại dương tiêu tán, chỉ bảo tồn nuốt giọt mà tiểu hoàng kê trộm, Trương Huyền nhìn không được lắc đầu. Còn huyết dịch, có lẽ có thể nghiên cứu một chút, không còn, chỉ có thể coi như thôi. Tuy tiếc nuối, nhưng muốn để tiểu kê phun ra, hẳn là rất khó làm được. Từ trong cơ thể ba con dao xa rút lấy không ít huyết dịch, cho đám thú giao long dùng, người sau vẫn không đột phá. Xem ra ngụy thần quả thực không phải dễ dàng thành công như vậy. Dù có cường giả ngụy thần cảnh làm chỗ dựa, đồng dạng khó mà hoàn thành. Xử lý xong chuyện bên này, lại không tiếp tục chờ lâu, thu đám thú nhị sa, tam sa cùng huyền bối quy vào túi thú sủng, ngồi đại sa cấp tốc bay về phía Trục Tinh đảo. Trương Huyền bên này đi vô nhân hải, đám người vạn thú môn ngồi tiên thú phi hành chạy tới, cũng nhận được đưa tin đến từ Thất Tinh lâu. Tần Nguyên trưởng lão, có chuyện gì sao? Liêu trưởng lão nói, Thất Tinh lâu cũng xác lập tông chủ mới. Tần Nguyên trưởng lão nhìn Ngọc Phù đưa tin ở trong lòng bàn tay. Liêu trưởng lão sửng sốt. Là ai? Một người trẻ tuổi tên Liêu Dương, tiên quân sơ kỳ, lại dung hội quán thông tất cả võ kỹ của Thất Tinh lâu, thiên tư vô song, tu vi cực mạnh. Tần Nguyên trưởng lão nói. Không nghĩ tới vạn thú môn bọn họ vừa tìm tới một vị tông chủ thiên tư chắc tuyệt, Thất Tinh lâu cũng tìm được một vị. Loạn thế gia anh hùng, xem ra thế giới không thái bình như trước nữa. Lưu Dương, chưa từng nghe qua. Lưu trưởng lão gật đầu. Tin tức đồng dạng, cũng truyền đến trong tai mọi người Lăng Vân Kiếm Các. Lần này Lăng Vân Kiếm Các tới, chỉ có Hàn Kiếm Thu, đại trưởng lão, giải rác mấy người. Bất quá đồng tử một thần của Trục Tinh Cung tới tìm kiếm tông chủ, bất ngờ theo ở phía sau. Chúng ta vừa xác lập tông chủ mới Trương Huyền, vạn thú môn, Thất Tinh lâu liền nhao nhao bắt trước. Nhìn thấy tin tức mới vừa nhận được, Hàn Kiếm Thu cười khổ lắc đầu. Bắt trước, có ý tứ gì? Đại trưởng lão Hà Thiên nghi ngờ nhìn qua. Vạn thú môn,
mấy ngày trước vừa mới xác lập một vị tông chủ trẻ tuổi, gọi Trịnh Dương, không phải sao, Thất Tinh Lâu cũng theo sau, tuyên bố tin tức xác lập một tông chủ trẻ tuổi, gọi Lưu Dương. Hàn Kiếm Thu giải thích nói, Trịnh Dương, Lưu Dương, Trương Huyền. Ngột Thần đi theo phía sau đám người, vốn tràn đầy tâm sự, giờ phút này nghe được tin tức này, khóe miệng co giật, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Tại sao ta cảm giác, giống như là cùng một người thế nhỉ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 160.